Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 65. Kẻ này. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên lửa giận, hắn lùi về sau một chút, sự kiêu ngạo của đối phương tăng vọt như thế đúng là ức hiếp người quá đáng. Bùm đùng đoàng. Quyền mang chút xuống như cuồng phong vũ bão, Lâm Nhất cầm kiếm Táng Hoa gắng sức chống đỡ, bước chân liên tục lùi lại. Đã thôi đi chưa? Thấy bóng dáng mờ ảo kia ngày càng ngông nghênh, trong lòng Lâm Nhất hoàn toàn nổi giận. Hoa tử diên màu bạc trong vùng tử phủ dần ánh lên quang mang, chiếu rọi khiến hồ nước trở nên lung linh, trên người hắn đồng thời xuất hiện một tia sáng màu bạc, cổ xưa mà dồi dào, lăn tăn gợn góng. Toàn thân tản ra ánh sáng bạc, mái tóc dài khẽ múa lượn của thiếu niên dường như cũng có ánh sáng trong suốt, hai mắt đều có ánh sáng bạc. Bùm! Hoa tử diên màu bạc lần lượt nở ra, cánh hoa hóa thành kiếm ảnh màu bạc thực chất nặng nề nhấp nhô xung quanh hắn. 81 kiếm ảnh hình thành kiếm trận cổ, sát ý ngút ngàn tỏa ra từ trên người Lâm Nhất. Kiếm trận tử diên, tuyệt thế vô song. Ánh sáng lạnh lẽo ngưng tụ trong mắt Lâm Nhất, nhất kiếm nộ chỉ phóng ra, kiếm ảnh bay múa trong kiếm trận hóa thành từng luồng lưu quang màu bạc, tụ lại với nhau rồi lao ra như dòng nước bạc. Leng keng leng keng. 81 kiếm ảnh màu bạc gần như đồng thời phóng trúng bóng người mờ ảo kia, đập tan sát khí ngút trời trên người kẻ đó. Thành công chưa? Lâm Nhất vừa thở dốc vừa mệt mỏi tự nói, nếu kiếm trận này cũng không thể phá vỡ cấm chế, vậy xác định là hắn chỉ có thể ra về tay không? Sau khi bóng mờ kia bị sát khí phá tan thì không ngừng vặn vẹo, cuối cùng đột nhiên nổ tung trước mặt Lâm Nhất. Vô số tia sáng màu đỏ bắn ra. Giữa không trung lặng lẽ lơ lửng một miếng ngọc giản. Lâm Nhất nở nụ cười, tiến lên cầm lấy. Khi hắn cầm lấy ngọc giản, không gian xung quanh quay cuồng, cảnh tượng thay đổi nhanh chóng cho đến khi tầm nhìn của hắn trở lại rõ ràng. Hắn đã trở lại đại trận trong điện tàng thư, ngước mắt lên thì thấy Du trưởng lão đang cười tủm tỉm nhìn mình, bên cạnh ông ta còn có Mạc Linh đã tới từ lúc nào. Ngoài ra còn có một vài lão bối không biết từ đâu chạy ra. Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn hắn. Thất sát quyền, công pháp cấm kỵ đã bị phong ấn hàng trăm năm lại được ngươi mang ra như vậy, tiểu tử ngươi thật sự đã cho ta một bất ngờ đấy, Du trưởng lão đánh giá Lâm Nhất, cười nhẹ rồi nói. Lâm Nhất nhìn quanh, thấy ánh mắt kỳ lạ của rất nhiều lão bối, cười khổ bảo, chẳng lẽ ta phải trả lại thất sát quyền này sao? Không cần, mọi người chỉ rất ngạc nhiên muốn xem ai đã lấy được thất sát quyền thôi. Ngươi cứ cố gắng tu luyện là được, nhưng sát ý của quyền pháp này cực kỳ nặng, lại xuất phát từ Phật môn nên khá kỳ lạ, ngươi phải cẩn thận. Du trưởng lão vuốt râu, xua tay cười. Quyền pháp Phật môn chưa chắc đã đại từ đại bi. Khi lời nói vừa dứt, tiếng rồng gầm hổ ngâm vang lên từ trên người Lâm Nhất. Trong quyền uy mạnh mẽ xen lẫn chút Phật uy tàn bạo khiến cho quyền uy này càng thêm hung tợn và bá đạo. Dị tượng này khiến cho mọi người đều sững sờ. Lâm Nhất khẽ mỉm cười, chắp tay nói, đa tạ Du trưởng lão đã tác thành, nếu không có chuyện gì nữa thì ta xin cáo từ trước. Nhìn bóng lưng rời đi của hắn, trong mắt Du trưởng lão thoáng qua một tia sáng khác lạ, thì ra là vậy, chẳng trách thất sát quyền lại chọn hắn. Lâm Nhất, đừng quên cuộc chiến hoa, huyền âm 6 ngày sau đấy. Khi Lâm Nhất chuẩn bị ra khỏi điện môn, giọng nói lanh lảnh của Mạc Linh vang lên. Yên tâm ta cũng không muốn bỏ lỡ sự kiện lớn thế này đâu. Thiếu niên sải bước rời đi, nhưng giọng nói sang sảng của hắn vẫn vang vọng khắp đại điện, thật lâu sau mới ngừng lại. Sau khi nói xong, Dương Hùng quay lưng đi không chút do dự. Vừa rồi đã làm ngươi chê cười, ngươi không sao chứ? Liễu Vân Yên cũng biết tại sao Dương Hùng lại đến, hơi áy náy hỏi. Ta không sao. Lâm Nhất cười nhẹ. Cuộc chiến hoa huyền âm này, Liễu Vân Yên muốn nói lại thôi. Lâm Nhất không đợi nàng ta nói hết đã lên tiếng, tất nhiên phải tham gia cuộc chiến hoa huyền âm này rồi, sao ta có thể bỏ lỡ món địa bảo thiên tài hoa huyền âm này được chứ? Và lại ta cũng không sợ Dương Hùng. Tu vi quả thật không mạnh bằng đối phương, điều này không có gì đáng nói. Nhưng đối phương chưa chân chính đạt tới cảnh giới Dương Huyền. Chỉ mới cảnh giới âm huyền viên mãn, cũng không đáng sợ lắm. Nếu phải đấu nhau, so ai nhiều thủ đoạn hơn thì Lâm Nhất tin rằng mình có 60% có thể chiến thắng.
ví dụ như vừa rồi, nếu Dương Hùng còn dám lấn tới, hắn sẽ triệu hồi kiếm trận Tử Diên. Bảo đảm sẽ cho đối phương một đòn nặng, không cười nổi. Đúng như ta nghĩ, nếu ngươi không đi thì không phải ngươi nữa rồi. Liễu Vân Yên bật cười, nàng ta biết tính tình của hắn nên không khuyên nhiều, bèn hỏi Lâm Nhất tiếp theo ngươi định làm gì. Ta sẽ nâng tu vi lên cảnh giới âm huyền đại thành trước, người nào đó cho ta 5 bình đan huyền âm, ta đương nhiên không thể phụ lòng tốt của hắn ta. Nhắc tới đan huyền âm, một tia ý lạnh chợt lóe qua trong mắt Lâm Nhất. Nếu hắn đoán không lầm, người mật báo cho Dương Hùng nhất định là Mai Tử Viêm, nếu không thì Dương Hùng sẽ không xuất hiện nhanh như vậy. Muốn mượn tay Dương Hùng để dạy ta một bài học, vậy thì ta sẽ chơi đùa với ngươi. 5 bình đan huyền âm. Liễu Vân Yên kinh ngạc, thật hào phóng, Mạc Linh sư tỷ lấy ra nhiều đan huyền âm như vậy cũng không dễ dàng. Nàng ta tưởng là Mạc Linh cho Lâm Nhất. Lâm Nhất chỉ cười, không giải thích. Mấy ngày nay ta sẽ bế quan, có lẽ cũng không thể xuất hiện trong cuộc chiến hoa huyền âm. Lúc đó ngươi phải cẩn thận, đừng liều mạng với Dương Hùng, người này quá cực đoan, không đáng để lưỡng bại câu thương với hắn ta. Ngươi là bằng hữu của ta. Ta không hy vọng ngươi sẽ bị thương vì ta, như vậy ta sẽ rất khó chịu. Vẻ lo lắng thoáng qua trong mắt Liễu Vân Yên, nàng ta nghiêm túc dặn dò. Nàng ta quan tâm như thế, Lâm Nhất cũng cảm nhận được, bèn cười bảo, cô nói như vậy, nếu để Dương Hùng nghe được thì chắc không cần phải đợi 6 ngày sau, ngày mai hắn ta sẽ không nhịn được ra tay với ta luôn. Sao nào, chẳng phải ngươi mới bảo không sợ sao? Liễu Vân Yên cười đùa. Mắt nhìn thẳng vào Lâm Nhất khiến hắn hơi xấu hổ. Không đùa ngươi nữa, ta đi trước đây. Liễu Vân Yên cười khúc khích, vẫy tay tạm biệt. Liễu Vân Yên. Nhưng khi nàng ta sắp đi xa, Lâm Nhất ngừng cười, gọi nàng ta lại, không chờ nàng ta xoay người. Hắn tiếp tục nói, có chuyện gì thì đừng gánh vác một mình, chỉ cần một câu nói của cô, bằng hữu với nhau, không có gì không thể chia sẻ cả. Liễu Vân Yên nghe vậy thì ngẩn ra như bị sét đánh, nhưng cũng không dám xoay người lại, cười ngượng nghịu, ta có thể có chuyện gì được, người nghĩ nhiều rồi. Mong là do ta quá lo lắng, nhưng nếu thật sự có chuyện gì, mặc kệ cô có muốn hay không, ta cũng sẽ che chở cho cô. Giống như lúc trước ở Hồ Tử Vân, ta đã liều mạng tranh đoạt kim liên tử hỏa cho cô, đây là lời hứa của Lâm Nhất ta sẽ không bao giờ thất hứa. Lâm Nhất nghiêm túc nói ra từng chữ một. Ta tin tưởng ngươi, nhưng lần này ta thật sự muốn gánh vác một mình. Liễu Vân Yên cắn môi, trong đôi mắt ươn ướt lộ ra vẻ vô cùng kiên định. Một lúc lâu sau, Lâm Nhất đứng trước cổng mới nở nụ cười bất đắc dĩ. Chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể nhìn ra được Liễu Vân Yên có tâm sự. Kể từ lần đầu tiên gặp đối phương, hắn đã nhận ra đối phương đang cất giấu chuyện gì đó trong lòng. Đến tận bây giờ nàng ta vẫn chưa nói cho hắn biết tại sao nàng ta lại phải liều mạng để giành danh ngạch đệ tử nòng cốt như thế. Lúc này nàng ta liều mạng tu luyện như thế, chắc hẳn không còn nhiều thời gian nữa. Lâm Nhất lắc đầu, một mình rời đi. Đợi sau khi hắn đi, cánh cửa điện tàng thư mới mở ra, Mạc Linh bước ra. Mạc Linh lẩm bẩm, thảo nào sau nửa tháng ở chung, ánh mắt tiểu tử này nhìn mình không có ý đồ gì. Thì ra là đã có người trong lòng. Cuộc đối thoại giữa Lâm Nhất và Liễu Vân Yên vừa rồi đã khiến nàng ta hiểu lầm. Nhìn bóng lưng Lâm Nhất đi xa, Mạc Linh nói thầm trong lòng, để gánh vác giúp Liễu Vân Yên, người phải bước qua cửa ải Dương Hùng này đã. Cuộc chiến hoa huyền âm sẽ có rất nhiều người theo dõi. Nàng ta ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời trong xanh, thoáng đãng, nhưng ở trong mắt Mạc Linh, trên vùng trời của thư viện Thiên Phủ lại u ám, gió thổi báo giông tố sắp đến, một tòa lầu cao lung lay sắp đổ. Trong cung điện nào đó của thư viện Thiên Phủ. Mai sư huynh, huynh quả nhiên dự đoán như thần, Dương Hùng đúng thật đã đánh nhau với Lâm Nhất trước điện tàng thư, nhưng tiếc là sau khi Liễu Vân Yên ra ngoài, hắn ta đã rời đi. Một thanh niên áo xám cung kính nói với Mai Tử Viêm, trên mặt giữ nụ cười nịnh nọt. Lâm Nhất đoán không sai. Việc Dương Hùng đột nhiên xuất hiện đúng là do Mai Tử Viêm giở trò sau lưng. Không sao, hắn nhất định sẽ tham gia cuộc chiến hoa huyền âm, lúc đó hắn sẽ không được yên đâu. Đan huyền âm của ta sao có thể dễ dàng lấy như vậy?
vẻ hung ác hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú của Mai Tử Viêm. Đáng tiếc 10 người đứng đầu đệ tử nòng cốt không thể lên đài, nếu không thì Mai Tử Diêm cũng không cần phải mượn tay người khác, cuộc chiến Hoa Huyền Âm là một cơ hội rất tốt để ra tay. Trong những cuộc thi long trọng thế này luôn cạnh tranh rất kịch liệt, xảy ra ngoài ý muốn là chuyện quá bình thường. Dương Hùng thật ngu xuẩn, nhưng dùng loại người này để làm quân cờ thì không thể thích hợp hơn nữa. Mai Tử Viêm cười nhếch môi, thản nhiên nói, vẻ tự đắc thoáng qua trong mắt. Hiển nhiên hắn ta rất có cảm giác thành tựu khi dễ dàng thao túng được loại người này. Với tu vi cảnh giới âm huyền viên mãn đỉnh phong, có thể đột phá Dương Huyền bất cứ lúc nào của Dương Hùng, khi đối đầu với Lâm Nhất sẽ không có việc gì ngoài ý muốn. Dù có việc ngoài ý muốn cũng đủ để lưỡng bại câu thương với Lâm Nhất, cuộc chiến Hoa Huyền Âm không chỉ có một mình Dương Hùng. Sự kiện này được tổ chức 3 tháng một lần. Lần này tất cả đệ tử ưu tú của Thư viện Thiên Phủ đều sẽ tập trung lại, có không ít cao thủ ẩn mình trong số các đệ tử nòng cốt. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Đến lúc đó, một người ngoài như tiểu tử này lưỡng bại câu thương với Dương Hùng, sau đó sẽ có người đẩy hắn rơi xuống nước. Hơn nữa chuyện hắn phá nhà tù hỏa ngục đã lan truyền khắp nơi, có lẽ rất nhiều người đang chờ cơ hội đánh hắn để thành danh. Có ai không muốn dẫm lên một nhân vật làm mưa làm gió như thế để rạng danh tên tuổi của mình? Dù thế nào đi nữa, chỉ cần Lâm Nhất dám xuất hiện đều sẽ không có kết cục tốt, hắn chắc chắn sẽ mất hết thanh danh và thể diện. Mai Tử Viêm vô cùng tự tin, cười lạnh lùng, đấu với ta à? Cứ chờ xem. Chấm chấm chấm. Trong Linh Mộc Phong, Lâm Nhất đi tới tụ linh trận trong sân của mình, một luồng linh khí nồng đậm phả vào mặt. Hắn bình tĩnh bước về phía chiếc bồ đoàn đặt ở chính giữa trận pháp, khoanh chân ngồi xuống. Hầu như ngày nào hắn cũng sử dụng tụ linh trận này, nhưng sâu trong lòng vẫn vô cùng chấn động. Linh khí dồi dào ở bốn phía như có thực thể, hắn ngồi trong đó cứ như gánh trên vai một ngọn núi để tu luyện. Nếu như trong Lăng Tiêu Kiếm Các có thể có bảo địa như thế thì có lẽ hắn đã thăng cấp lên cảnh giới Dương Huyền từ lâu. Đừng nói là Dương Hùng. Ngay cả Mai Tử Viêm dám cản rỡ trước mặt hắn thì chỉ cần một trường cũng đủ để chấn áp. Nhưng bây giờ chỉ một mình Dương Hùng ỷ vào ưu thế về cảnh giới đã dám đe dọa hắn. Trên mặt Lâm Nhất không có biểu cảm gì, nhưng sâu trong lòng lại cực kỳ không phục. Át chủ bài chung quy cũng chỉ là át chủ bài, không thể sử dụng tùy tiện, có thể dùng chân nguyên đấu với đối phương, thậm chí chấn áp đối thủ, đó mới điều quan trọng nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu không khi nhìn thấy một người thi triển kiếm trận tử diên, người ngoài gặp sát chiêu này nhiều cũng sẽ có phòng bị, không thể phát huy uy lực vốn có của nó. Lâm Nhất không vội vàng thôi động tụ linh trận mà lấy bốn bình ngọc ra đặt trước mặt, trong bình tất nhiên là đan huyền âm. Để thử xem rốt cuộc đan huyền âm này có diệu dụng gì. Lâm Nhất nhếch môi cười, hắn đương nhiên phải sử dụng món quà mà Mai Tử Viêm tặng. Hắn lấy một viên đan dược ra đặt trên lòng bàn tay, nghiêm túc há miệng nuốt nó vào. Đan huyền âm vừa vào miệng đã tan, dược lực hóa thành ánh sáng xanh dao động trong cơ thể. Cùng lúc đó, tụ linh trận và tử diên kiếm quyết lặng lẽ thi triển, lực lượng huyền âm màu xanh và tử diên kiếm kình màu bạc va chạm nhau phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Lâm Nhất có thể cảm nhận được rõ khi hai thứ này dao động và dung hợp với nhau, chân nguyên dần dần mạnh lên. Khi dung hợp sâu hơn, tử diên kiếm kình màu bạc tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thậm chí còn bắn ra ngoài cơ thể. Lâm Nhất ngồi khoanh chân, toàn thân được bao phủ bởi hai ánh sáng xanh và bạc, quần áo bay phất phới, mái tóc dài tung bay theo gió. Chân nguyên chạy dọc theo kinh mạch đi khắp cơ thể, hắn có thể cảm nhận được kinh mạch đang dần mở rộng. Cảm giác này rất khó chịu, toàn thân căng phồng đau đớn khiến người ta khó có thể chịu đựng nổi. Nét mặt Lâm Nhất không hề thay đổi, cắn răng không rên thành tiếng. Cùng với cơn đau nhức kịch liệt này, khi tử diên kiếm kình vận chuyển, tu vi của hắn điên cuồng tăng tiến với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ tu hành đã lâu không thể nghiệm lại xuất hiện trước mặt Lâm Nhất. Đan huyền âm quả nhiên không tầm thường. Lâm Nhất thầm mừng rỡ, cố chịu đựng cơn đau, há miệng nuốt thêm vài viên đan huyền âm. Ầm ầm. Bốn viên đan huyền âm luyện hóa cùng một lúc,
hai lực lượng khác nhau dao động nơi kinh mạch trong cơ thể như con sông lớn nổi giận. Những tiếng nổ lớn liên tục vang lên trong cơ thể, hai ánh sáng xanh và bạc bao phủ Lâm Nhất, khí thế tăng vọt. Đây là một tốc độ tu hành đáng kinh ngạc, nếu Mai Tử Viêm có ở đây thì chắc chắn sẽ hối hận xanh cả ruột. Người thường đâu dám điên cuồng như vậy, luyện hóa một viên đan huyền âm còn phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám làm bậy. Nhưng Lâm Nhất lại luyện hóa 4 viên đan huyền âm cùng một lúc, thoạt nhìn có vẻ vẫn chưa đạt tới giới hạn. Nếu thật sự luyện hóa với tốc độ này, có lẽ không cần tới 5 ngày là đã có thể thăng cấp lên cảnh giới âm huyền đại thành. Phải biết rằng hắn mới đến thư viện thiên phủ được nửa tháng, trước nửa tháng này hắn mới đột phá tử phủ. Sau nửa tháng lại đột phá cảnh giới âm huyền đại thành. Bây giờ Lâm Nhất như đang học bù một cách điên cuồng, bù lại tất cả kiến thức đã mất trong cơn đau mà người thường khó có thể chịu đựng bằng tốc độ nhanh nhất. Người ngoài không thể hiểu được sự kiêu ngạo trong lòng thiếu niên. Nếu không phải xuất thân từ Đại Tần thì sao tu vi của hắn có thể yếu như vậy được? Không phải do Lâm Nhất hắn không bằng người khác, chẳng qua là rồng mắc kẹt ở vũng nước cạn, không thể duỗi thân mà thôi. Một khi tiềm long xuống vực, ắt sẽ bay lên tận mây. Đâu thể cho phép con mèo con chó thích thì bắt nạt, Dương Hùng ỷ vào tu vi của mình nên mới dám bắt nạt hắn. Lâm Nhất hắn tiếp cận ai đâu đến lượt người ngoài quan tâm. Những lý do như thế này thật nực cười. Tu vi tăng tiến với tốc độ khó tin, nhưng tâm Lâm Nhất lại rất bình tĩnh. Hắn chắc chắn mình sẽ có thể thăng cấp lên cảnh giới âm huyền đại thành trong vòng 5 ngày, nếu thế thì phải nghiêm túc suy xét. Khi tu vi tăng tiến thì cũng phải cô đọng chân nguyên, nếu không dù khung chắc thì bên trong cũng chỉ là ruột sống. Giống như Cổ Phong, tu vi cao hơn hắn thì thế nào? Căn cơ không ổn định, một trưởng bình thường đã đủ đánh gục hắn ta. Hắn không hy vọng cảnh đối phương quỳ xuống xin tha sẽ xảy ra với mình. Tu luyện là một quá trình khá nhàm chán, đau khổ và cô đơn. Nhưng vì mạnh lên, vì lời hứa của mình, vì một ngày nào đó có thể đuổi theo kịp nữ đế, người đã bế hắn kia. Lâm Nhất hắn không có đường lui, chỉ có thể nhẫn nại. Thời gian dần trôi qua, chớp mắt đã qua 3 ngày, trong 3 ngày này Lâm Nhất chỉ tập trung luyện hóa đan huyền âm để nâng cao tu vi. Khi cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể nhiều đến mức không thể cô đọng nữa, Lâm Nhất biết mình đã sắp chân chính đột phá cảnh giới âm huyền đại thành. Hắn cố kìm nén sự kích động trong lòng, thầm nhẩm niệm, chân nguyên màu bạc mênh mông tỏa ra ánh sáng bạc chói lóa. Trong tụ linh trận, hoa tử diên màu bạc nở rộ dưới thân Lâm Nhất cũng tỏa ánh hào quang, làm cho hắn trông như một vị thần anh tuấn phi thường. Khi chân nguyên liên tục chạy dọc theo kinh mạch đổ vào, vùng tử phủ màu bạc kia cũng lập tức trở nên sôi trào. Cùng với chân nguyên cuồn cuộn đổ về như con sông lớn, một sức mạnh vô tận tràn ngập khắp cơ thể. Gần được rồi. Trái tim phẳng lặng như mặt nước của Lâm Nhất dần trở nên phấn khích, cảm giác sắp thoát thai đổi cốt, tu vi tăng mạnh kia càng thêm rõ ràng. Lại thêm một tia chân nguyên dung hợp dược lực của đan huyền âm như từ trên 9 tầng mây đánh xuống, hòa vào trong vùng tử phủ mạnh mẽ kia. Lâm Nhất đang ngồi khoanh chân run rẩy kịch liệt, một khí tức cuồng bạo đến đáng sợ bộc phát từ trong cơ thể. Vùng tử phủ màu bạc trong cơ thể hắn bắt đầu mở rộng ra hơn gấp 2 lần. Lâm Nhất mở mắt ra, một tia sắc bén bắn nhanh ra từ trong đôi mắt sáng ngời. Hắn xòe tay ra rồi nhẩm niệm, chân nguyên màu bạc cuốn tới, ánh sáng nơi lòng bàn tay càng rực rỡ hơn, cháy hừng hực như ngọn lửa màu bạc. Khi hắn nắm tay lại, tất cả ánh sáng và lửa đều vụt tắt, không còn khí tức nào thoát ra. Nhưng Lâm Nhất lại có thể cảm nhận được sức mạnh chân nguyên ẩn chứa trong cú đấm này đáng sợ đến cỡ nào. Hắn siết chặt tay phải, đấm vào không khí. Bùm! Quyền mang nổ tung, khu vực trong phạm vi 100 trượng xung quanh lập tức rung chuyển, không khí bị nén biến thành làn sóng gợn như sóng biển. Nhìn qua còn có thể thấy được loáng thoáng những tia sáng bạc nhàn nhạt bên trong làn sóng vô hình kia. Cảnh giới âm huyền đại thành, cuối cùng cũng thành công. Lâm Nhất bình tĩnh nhìn làn sóng chậm rãi tan đi, khóe miệng cong lên thành nụ cười. Nếu gặp lại Dương Hùng, ít nhất xét về chân nguyên, hắn cũng không thua kém gì hắn ta. Nếu hắn thi triển một thoáng phồn hoa,
nghịch đảo Hoa Tử Diên thì chắc sẽ có thể cho đối phương một bất ngờ lớn. Nhưng suy cho cùng vẫn phải cảm ơn Mai Tử Viêm. Nếu không nhờ hắn ta tự tay tặng đan huyền âm, hắn đã không thể thăng cấp lên cảnh giới âm huyền đại thành nhanh như vậy. Không biết khi nhìn thấy hắn thăng cấp lên cảnh giới âm huyền đại thành, hắn ta sẽ có biểu cảm gì, chắc sẽ đặc sắc lắm đây. Niềm vui vì tu vi thăng lên cảnh giới âm huyền đại thành qua đi, Lâm Nhất nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn cũng biết rõ, nếu chỉ dựa vào tu vi này để tỏa sáng trong cuộc chiến hoa huyền âm thì vẫn chưa đủ. Thư viện Thiên Phủ là thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ, nội tình mạnh hơn Lăng Tiêu Kiếm Các quá nhiều. Rất nhiều đệ tử nòng cốt còn có cả thực lực áp đảo trưởng lão kiếm các, rất kinh khủng. Tuy rằng 10 người đứng đầu sẽ không xuất hiện nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác. Lâm Nhất nghĩ rất đơn giản, không đi thì thôi, nếu đã đi thì không chỉ đơn giản là đánh bại Dương Hùng. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Những người khác chưa chắc sẽ nhẹ tay với kẻ đến từ bên ngoài là hắn đây, đến cuộc chiến hoa huyền âm sẽ không tránh được rất nhiều phiền phức. Tất cả tình huống đều cần phải suy xét. Một lát sau, Lâm Nhất xuất hiện trong phòng luyện công của biệt viện. Nơi ở của đệ tử nòng cốt được trang bị khá đầy đủ dụng cụ tu luyện, trong phòng tu luyện có tụ linh trận. Trong phòng luyện công không chỉ có sàn diễn võ thật rộng mà còn có con rối cơ quan đứng bên cạnh sàn diễn võ. Bất cứ võ kỹ nào đều có thể thi triển thỏa thích ở đây, ngoài ra còn có thể tập luyện cùng với con rối cơ quan để tổng kết kinh nghiệm. Điều kiện như vậy, nếu ở Lăng Tiêu Kiếm Các thì không bao giờ dám nghĩ tới. Lâm Nhất nghĩ tới điều gì đó, bèn lấy ngọc giản thất sát quyền từ trong túi trữ vật ra dán lên ấn đường. Một nguồn thông tin lập tức tràn vào trong đầu. Đầu tiên có một dấu ấn xuất hiện, một nhà sư lạnh lùng nắm tay phải thành quyền, tay trái kết thành một dấu ấn Phật môn đặc biệt. Phật môn thất sát ấn. Tiếp theo lại có thông tin hiện ra, đây là Phật môn thất sát ấn, tượng trưng cho 7 loại sát ý của thời gian. Ấn này không được truyền thừa từ thời xa xưa, không phải do Phật môn tạo ra, mà là được các bậc thầy Phật môn lĩnh ngộ khi giao tranh với dị giáo thời thượng cổ. Để nắm giữ thất sát quyền cần phải tu luyện thất sát ấn, nếu không thì không thể tu luyện nhưng sát ý cũng có 7 loại ư. Lâm Nhất suy tư, đây là chuyện hắn chưa từng nghe qua, cũng chưa từng nhìn thấy. Sau khi đọc tiếp, hắn mới hiểu ra 7 loại sát ý chỉ 7 loại cảm xúc khác nhau trong lòng. Có sát ý thờ ơ giống như một người đè chết một con kiến, không quan tâm điều gì cả. Có sát ý nhẹ nhàng như nước, êm đềm như dòng suối nhỏ, giết người trong lúc bình tĩnh, không chút dao động. Có sát ý kinh thiên động địa, càng đánh càng mạnh, phẫn nộ rung trời. Có sát ý hận đến cực điểm, cơn giận lấn át lý trí, chỉ muốn chém tận giết tuyệt. Có sát ý không thể nhẫn nhịn, không thể chịu đựng nổi. Không cần tiếp tục giữ cho mình. Có sát ý hy sinh thân mình, dùng sát cản sát, giết mình cầu người. Sau khi đọc hiểu kỹ càng, Lâm Nhất phát hiện sát ý trên thế gian này không thể tách rời với 7 loại sát ý này, luôn có thể tìm được loại tương ứng. Sau khi ngưng kết thất sát ấn có thể làm cho sát ý của bản thân tăng lên gấp 7 lần, một quyền tung ra, sát ý như đại dương mênh mông, phá đá rung trời. Đọc tới câu này, Lâm Nhất chợt dùng mình, thảo nào thất sát quyền lại bị phong ấn. Nếu người thường tu luyện quyền pháp này, khi sát ý tăng gấp 7 lần, họ không tẩu hỏa nhập ma mới là chuyện lạ. Chỉ có cao tăng Phật môn dùng lòng từ bi mới có thể hóa giải sự xâm nhập của sát ý này vào cơ thể. Nhà sư nhắm mắt trong đầu hắn đột nhiên mở mắt ra. Trong khoảnh khắc, tay trái hắn ngưng kết thành một ấn ký cổ xưa, theo sự biến đổi của ấn ký bên tay trái. Sát ý trên người hắn dâng trào. Đợi đến khi ấn thành, sát ý ngưng tụ trên người hắn mênh mông giống như đại dương. Nhưng ánh mắt lại lắng đọng như nước giếng cổ, không lộ sự sắc bén, bình tĩnh khiến người ta dựng cả tóc gáy. Nhưng nắm đấm bên phải siết chặt lại cho người ta áp lực cực lớn, giống như một tảng đá lớn đè lên ngực. Tim đập bồm bộp, hô hấp cũng vì vậy mà trở nên khó khăn, dường như khi quyền mang ấy đánh xuống. Mọi thứ sẽ trở thành cho bụi. Lâm Nhất vội vàng tháo ngọc giản xuống, mặt biến sắc, suy nghĩ về điều gì đó. Không được, sát ý bậc này quá đáng sợ, sơ sẩy một chút ta sẽ bị sát ý như biển này nuốt chửng, chưa kịp vung quyền đã hóa điên,
Công pháp cấm kỵ, đây thật sự là công pháp cấm kỵ. Chẳng trách Du trưởng lão thấy mình lấy ngọc giản đi lại không có ý ngăn cản. Có lẽ ông ta biết mình không dám tu luyện, lấy đi cũng chẳng tác dụng gì. Trên mặt Lâm Nhất lộ ra nụ cười, nhớ tới vẻ mặt của Du trưởng lão, trong lòng đã hiểu ra. Đã nói mà, một chấp sự khách khanh suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài. Có thể rời đi bất cứ lúc nào, sao lại để mặc đối phương lấy đi quyền phổ kinh thế hãi tục thế này được? Lẽ nào thật sự không thể tu luyện sao? Trong mắt Lâm Nhất lộ ra vẻ không cam tâm, đi qua đi lại trong diễn võ trường. Không biết qua bao lâu, Lâm Nhất chợt nghĩ đến điều gì, lập tức sáng mắt lên. Lấy kiếm phục ma. Khi xưa, phục ma ấn trong Long Hổ quyền hắn cũng suy nghĩ mãi không ra biện pháp, mãi không thể tu luyện. Nhưng về sau bỗng một mai tỉnh ngộ, dùng kiếm ý của bản thân thay thế cho Phật uy, dùng kiếm phục ma. Bây giờ, thất sát ấn này chưa chắc đã không thể làm vậy. Cao tăng Phật môn dùng tấm lòng đại từ đại bi trấn áp sát ý ngút trời, ta dùng kiếm ý tiên thiên hóa giải sát ý vô biên có gì không thể. Có thể đoán được sự thay thế này tất nhiên sẽ rất khó, nhưng thử một phen thì đã sao? Trong thư viện thiên phủ không ai tu luyện thành công cũng không phải không có lý, bọn họ chưa chắc có thể nghĩ tới chuyện dùng kiếm ý hóa giải. Mặt khác, dù có nghĩ đến, bản thân họ cũng chưa chắc có thể nắm giữ kiếm ý tiên thiên. Người nắm giữ kiếm ý tiên thiên trong thành U Châu vô cùng hiếm hoi. Số ít người này đều ở trong lầu tàn kiếm và huyền dương điện, không thể nắm trong tay thất sát quyền. Nếu có ai có thể luyện được thất sát quyền, ngoại trừ ta thì không thể nghĩ ra được người thứ hai. Lâm Nhất không vội tu luyện thất sát ấn, mà nhắm mắt suy nghĩ, cân nhắc xem làm sao dùng kiếm ý tiên thiên trấn áp sát ý vô thượng này. Kiếm ý tiên thiên, kỳ ảo trong vắt như hoa sen không vương bụi trần. Hắn tinh tế cảm ngộ, không ngừng dung hòa kiếm ý tiên thiên của mình và Phật môn thất sát ấn với nhau. Một lúc lâu sau, Lâm Nhất mới chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng cong lên thành nụ cười, đã có manh mối. Mặc dù hắn không hiểu Phật lý, nhưng hắn một lòng hướng kiếm quyết tiến không lùi, chưa bao giờ chần chừ lưỡng lự. Thất sát quyền đã lựa chọn hắn chứ không phải hắn lựa chọn thất sát quyền. E rằng cái nó xem trọng cũng là tấm lòng hướng kiếm của mình. Nếu không thì hắn so với những người khác cũng không có ưu thế gì hơn. Sau khi hạ quyết tâm, Lâm Nhất bắt đầu chuyên tâm tu luyện Phật môn thất sát ấn. Hắn vốn có ngộ tính hơn người, vượt xa những người khác, thất sát ấn trong ngọc giản lại được chú giải khá hoàn chỉnh. Hắn tu luyện vô cùng thuận lợi. Càng đi sâu vào tu luyện, sát ý vô cùng tận cuồn cuộn không dứt, hội tụ trong đầu. Chỉ thoáng chốc, sát niệm dâng lên trong lòng, một luồng sát ý không thể khống chế lan tràn ra ngoài. Đó là một luồng sát khí khủng khiếp đáng sợ, mênh mông như biển, dường như không có giới hạn. Cảnh giới hiện nay của Lâm Nhất không thể chống lại được. Đến rồi. Lâm Nhất gặp biến không loạn. Vừa không hoảng loạn vừa không để luồng sát khí này tàn phá bừa bãi. Keng! Hắn khẽ động tâm niệm, kiếm ý tiên thiên trên người đột nhiên phóng ra, một đóa hoa tử diên lặng lẽ nở rộ trên đất bằng. Trong nháy mắt, hai luồng khí chất hoàn toàn khác nhau dung hòa trên người Lâm Nhất, một loại là sát ý ngút trời, một loại là kiếm ý tiên thiên kỳ ảo trong vắt. Hai luồng ý cảnh hoàn toàn khác nhau đối chọi gay gắt, không bên nào nhường bên nào. Lâm Nhất lại hiểu rõ, cuối cùng sự đối chọi này chắc chắn sẽ làm thân xác mình bị thương. Mục đích của hắn là hóa giải chứ không phải trấn áp luồng sát ý này, hắn khống chế kiếm ý tiên thiên lan ra từng chút một, dung hòa với sát ý đáng sợ. Thời gian nhanh chóng trôi đi, sát ý ngút trời và kiếm ý tiên thiên của hắn không ngừng dung hợp với nhau. Dần dần, Lâm Nhất cảm giác được sát ý như nước của mình và thủ ấn như tâm liền tâm, biến hóa theo nó. Lúc thì chảy nhỏ giọt, lặng lẽ không tiếng động, lúc thì kinh động lòng người, sóng cao ngút trời, lúc thì hận ý liên miên, sóng ngầm chuyển động. Năm ngón tay linh hoạt biến ảo thành các loại thủ ấn, sát ý trong lòng cũng biến hóa theo. Trên thế gian chỉ có nước mới có thể tùy ý diễn hóa như vậy, bảy loại sát ý đều lấy nước làm nền tảng. Tu luyện đến cảnh giới sát ý như nước, Phật môn thất sát ấn đã thành công được một nửa. Thủ ấn tay trái không ngừng biến hóa, tâm cũng theo đó mà động. Thời khắc mấu chốt thất sát ấn ngưng luyện,
các loại sát ý trong lòng cũng biến hóa theo sự biến hóa của thủ ấn. Chỉ cần có chút sai sót là sẽ thất bại. Năm ngón tay linh động của hắn biến hóa ra các loại thủ ấn, sát ý tâm cảnh cũng chuyển động theo. Đến cuối cùng, Lâm Nhất phát hiện sát ý của mình đã không chuyển động theo trái tim nữa, mà là hoàn toàn khống chế trên tay trái của mình. Ngược lại, trái tim trở thành người quan sát, giống như kiếm ý tiên thiên, kỳ ảo trong vắt. Giống như hoa sen trong nước mà không chạm nước, như mặt trời mặt trăng không dừng lại trên bầu trời cao. Cái gọi là sát ý đơn thuần chỉ là sát ý, không liên quan đến bản tâm của ta, một lòng hướng kiếm không vương bụi trần. Lông mi hắn khẽ rung lên, hai mắt mở ra, thất sát ấn không biết đã ngưng kết thành công từ lúc nào. Cả phòng tu luyện đều bị một luồng sát ý to lớn dày nặng bao trùm, sâu trong đó, Lâm Nhất lại không hề có cảm nhận gì. Tan! Tay trái hắn chuyển động, sát ý vô tận biến mất không còn. Răng rác! Tựa như có vầng trăng rơi vào trong nước, làm bắn lên bọt nước trong trẻo, trái tim Lâm Nhất cũng rơi xuống theo vầng trăng đó. Kết thúc trạng thái biến ảo khôn lường. Lâm Nhất tỉnh lại, ánh mắt trong veo, kiếm ý tiên thiên ẩn giấu nơi đáy mắt vô hình chung đã tiến bộ hơn nhiều. Sự sắc bén ấy, chỉ cần một ánh mắt đã khiến người ta không rét mà run. Trong lúc tu luyện thất sát ấn, sự tiến bộ của kiếm ý tiên thiên lại là điều không ngờ tới. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt dừng trên một con rối cơ quan đứng bên rìa diễn võ trường. Một luồng sát ý vọt thẳng về phía đó. Rắc! Con rối cơ quan cảm nhận được luồng khí lạnh ấy, hai mắt lạnh băng của nó lập tức tỏa ra ánh sáng màu đỏ máu. Một luồng khí tức thuộc về cảnh giới âm huyền đại thành bùng lên từ trên người con rối cơ quan, nó bay vọt lên trời, chỉ một bước đã đáp xuống diễn võ trường. Nó không chút do dự chạy tới, trong lúc di chuyển, thân mình nặng nề của nó làm cho diễn võ trường không ngừng rung chuyển. Phát ra tiếng động cực lớn. Trên mặt Lâm Nhất hiện lên ý cười, tay trái lặng lẽ biến hóa, ngưng kết thành ấn. Khoảnh khắc ấn thành, một luồng sát ý ngút trời dung hợp với kiếm thế mênh mông, nháy mắt ập tới. Dưới sát ý bậc này, không khí như bị kết dính khiến cho con rối cơ quan đang chạy tới cất bước cực kỳ khó khăn. Đợi nói vất vả đến trước mặt Lâm Nhất, thiếu niên lạnh lùng nở nụ cười, nhảy vọt lên không trung. Tung ra một quyền. Phật môn thất sát ấn. Quyền mang bùng nổ, trong tiếng vang long trời lở đất, con rối cơ quan cảnh giới âm huyền đại thành nổ tung thành bột vụn. Cuốn bay theo gió, trở về với cát bụi. Đợi đến khi bụi tan đi hết, thiếu niên áo xanh đứng sừng sững trong gió, trên người ngập tràn khí phách bế nghệ tám phương. Đây chính uy lực của Phật môn thất sát ấn sao? Nhìn cảnh trước mắt, trong mắt Lâm Nhất lộ ra vẻ vui mừng, vẻ mặt kích động không thôi. Uy lực thế này không thua kém gì Thiên Phá Vân, thậm chí còn hơn. Trừ bá kiếm bôn lôi chảm điện ra, trong tay Lâm Nhất vẫn chưa có con át chủ bài nào khác có thể thắng được thất sát ấn. Phải biết rằng thất sát ấn là quyền pháp, ấn này chỉ mới sơ thành đã đạt đến uy lực bậc này. Thật không dám tưởng tượng sau khi đại thành. Tu luyện thêm những sát chiêu khác trong quyền phổ sẽ có lực sát thương đáng sợ đến mức nào. Thất sát quyền, công pháp cấm kỵ quả là danh bất hư truyền. Cuộc tranh giành hoa huyền âm chỉ còn lại một ngày nữa, trong một ngày này mình có thể tranh thủ một phen. Lâm Nhất sờ cằm, như có điều suy tư. Nếu có thể tu luyện bôn lôi chảm điện, chiêu thứ nhất của bá kiếm, đạt đến đỉnh phong viên mãn. Rồi kết hợp với kiếm trận tử diên của mình thì cuộc tranh giành hoa huyền âm sẽ nắm chắc được 9 phần thắng, sẽ không có điều bất chắc nào. Bôn lôi chảm điện, thức thứ nhất của bá kiếm. Bôn lôi là chỉ một loại thế, là khi kiếm trong tay chưa xuất hiện, khí thế như sấm đánh, cuồn cuộn vô biên. Đợi đến khi xuất kiếm, kiếm mang sấm sét chém ra sẽ giống như tia chớp đâm rách hư không, chiếu sáng bầu trời đêm. Cho nên cái quan trọng nhất của một kiếm này là làm sao ngưng tụ được khí thế bôn lôi, khí thế của nó càng lớn sẽ chém ra kiếm mang càng khủng khiếp. Trong lòng Lâm Nhất nảy ra một ý, vẫy tay, bắt lấy kiếm táng hoa phóng ra từ trong hộp kiếm. Chốc lát sau, tiếng sấm sét do kiếm ý diễn hóa nổ ầm ầm trên bầu trời diễn võ trường, vang vọng không dứt. Một luồng kiếm thế mênh mông, giống như sấm sét vô tận tỏa ra từ trên người Lâm Nhất. Luồng kiếm thế này dẫn đến gió mạnh nổi lên,
mây đen cuồn cuộn. Đợi đến khi khí thế bôn lôi dâng lên đến đỉnh điểm, Lâm Nhất vươn tay nắm lấy chuôi kiếm, rút kiếm khỏi vỏ. Trong chớp mắt, một đường kiếm mang tựa như tia chớp tỏa ra từ trên thân kiếm. Tiếng sấm vang vọng tứ phương, đạt đến đỉnh cao ngay thời khắc này, kiếm mang bùng lên, tỏa ra ánh chớp rực rỡ chói mắt. Tựa như một con cự thú dữ tợn được hình thành từ tia chớp lao ra khỏi chuôi kiếm của hắn. Phù phù. Đợi Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, diễn võ trường có linh trận bảo vệ xuất hiện một vết nứt dài mấy trăm mét, vô cùng bắt mắt. Uy lực thế này đã cực kỳ đáng sợ. Phải biết rằng diễn võ trường có linh trận bảo vệ, tồn tại cảnh giới âm huyền đỉnh phong viên mãn cũng khó mà tạo ra vết nứt dài như vậy. Sau một kiếm đẹp đẽ mà bá đạo, Lâm Nhất lại nhíu mày, tỏ ra không hài lòng. Khí thế bôn lôi vẫn còn hơi yếu, nếu muốn chiêu kiếm này đạt đến cảnh giới viên mãn thì vẫn phải lĩnh hội nhiều thêm. Linh Mộc Phong, trong biệt viện mà Dương Hùng ở. Lúc này, hắn ta cũng giống như Lâm Nhất, đang ở trong phòng luyện công của diễn võ trường. Trong diễn võ trường rộng lớn có ba bóng người đang chiến đấu kịch liệt, người mặc áo đen trong số họ chính là Dương Hùng. Có thể thấy Dương Hùng đang lấy một chọi hai, đối thủ của hắn ta lại là hai đệ tử nòng cốt cảnh giới âm huyền đại thành. Cảnh giới tu vi của hai người này đều không thua kém gì Cổ Phong, nhưng hai người hợp sức vẫn không chiếm được lợi thế nào trước Dương Hùng. Quá kém. Dương Hùng nhíu mày, lạnh lùng quát lên, viêm lôi diệu nhật. Dứt lời, trên người hắn ta bỗng có tia chớp lẹt xẹt phóng ra, trong nháy mắt, những tia chớp đó hội tụ thành lôi hỏa sáng chói. Chúng bao bọc cả người Dương Hùng vào bên trong, một luồng uy áp đáng sợ tràn ra từ trên người hắn ta, giống như ánh mặt trời gay gắt tạo thành từ lôi hỏa. Chỉ riêng luồng uy áp đáng sợ này đã đánh bay hai người đang giao đấu ra ngoài. Nhưng vẫn chưa hết, không đợi hai người rơi xuống đất, Dương Hùng tiếp tục đánh ra một chưởng từ xa. Ầm. Viêm lôi trên người hắn ta lan rộng nhanh như chớp với tốc độ kinh hồng, hai người kia nôn ra máu ở trên không trung, quỵ một gối xuống đất. Ánh mắt hai người họ nhìn Dương Hùng lóe lên vẻ sợ hãi, một trong hai người đó kêu lên, Dương sư huynh, viêm lôi quyết của huynh đã đạt đến tầng 7 rồi sao? Có thể xem là vậy. Dương Hùng đáp xuống đất, thản nhiên nói. Trong lòng hai người họ lập tức chấn động không thôi. Viêm lôi quyết này là công pháp đỉnh cao cấp địa, cực kỳ bá đạo. Nó vô cùng khó tu luyện, tổng cộng có 9 tầng, có thể tu luyện đến tầng thứ 7 rõ ràng đã đạt đến cảnh giới đại thành. Nói vậy thì một chưởng vừa rồi của Dương Hùng đã là nhẹ tay rồi. Xin chúc mừng Dương sư huynh. Thực lực của sư huynh e là đã có thể sánh ngang với 10 đệ tử nòng cốt đứng đầu, vì sao không đi tranh hạng chứ? Sau khi hai người đứng dậy, không quan tâm đến thương tích trên người mà vội vàng tiến lên chúc mừng. Dương Hùng nhếch miệng cười, thản nhiên nói, 10 đệ tử nòng cốt đứng đầu chỉ là hư danh mà thôi, những lợi ích đó ta không cần. Nếu tin tức ta nhận được không sai, lần này Hồ Huyền Âm sẽ sinh ra vua hoa 9 cánh. Hoa Huyền Âm bình thường chỉ có 6 cánh, 7 cánh đã có thể tính là tinh phẩm, 8 cánh là cực phẩm khá hiếm thấy. Về phần 9 cánh thì đúng là vua Hoa Huyền Âm thực thụ. Nhắc tới, Hoa Huyền Âm 9 cánh đã mười mấy năm chưa xuất hiện, nếu nó thật sự ra đời thì trong tình huống không có 10 đệ tử nòng cốt, loài hoa này chắc chắn sẽ chỉ có thể thuộc về hắn ta. Mắt Dương Hùng tỏa sáng, nhỏ giọng nói, ta tích lũy 5 năm. Có được vua hoa này thì nhất định có thể một bước lên trời, đột phá lên cảnh giới Dương Huyền. Đến lúc đó, cho dù là Mai Tử Viêm, ta cũng sẽ không để vào mắt, Quần Long Thịnh Yến năm sau cũng chưa chắc không thể tranh một suất. Trong mắt hai người lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ Dương Hùng lại tính xa như vậy. Có tin tức gì về tên nhóc kia không? Tia sáng trong mắt Dương Hùng giảm bớt, lên tiếng hỏi. Ha ha, sư huynh! Bọn ta đã làm theo lời dặn của huynh, lan truyền lời huynh nói ra khắp thư viện Thiên Phủ. Bây giờ, khắp thư viện đều biết chuyện huynh sẽ ra tay với hắn trong trận đấu tranh giành Hoa Huyền Âm. Nhưng tên nhóc đó hình như sợ thật rồi, đóng cửa không ra ngoài, mãi không thấy bóng dáng. Hai người vội vàng cung kính nói. Sợ rồi sao? Khóe miệng Dương Hùng lộ ra ý cười, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, lạnh lùng nói. Như vậy thì chẳng thú vị gì,
ta thật sự muốn xem phong thái của công tử Táng Hoa. Hắn ta lan tin ra là muốn khiêu khích Lâm Nhất, khiến Lâm Nhất không đi cũng phải đi. Nếu Lâm Nhất sợ mà không đi thật, ngược lại có chút biến khéo thành vụng. Nhưng cũng không sao, nếu hắn sợ thật thì danh tiếng của hắn ở Thư viện Thiên Phủ cũng không còn. Sau này đợi hắn ta đột phá lên cảnh giới Dương Huyền, hắn ta dư thời gian để giáo huấn Lâm Nhất. Dương Hùng này xưa nay nói được làm được. Loại phế vật đó còn tự cho mình lợi hại thật, hoàn toàn không để hắn ta vào trong mắt. Sát ý lóe lên trong mắt, Dương Hùng thầm nghĩ, món nợ này sớm muộn cũng phải thanh toán. Sáng sớm ngày hôm sau, khi tia nắng sớm đầu tiên chiếu xuống, Linh Mộc Phong ở Thư viện Thiên Phủ trở nên náo nhiệt chưa từng có. Hầu như tất cả đệ tử nội môn đều đến đây, ánh mắt đầy nhiệt huyết nhìn về phía đỉnh núi. Bình thường Linh Mộc Phong tương đương với cấm địa của đệ tử nội môn, không được bước vào. Nhưng hôm nay, bọn họ không chỉ có thể vào trong mà còn có thể lên đỉnh núi, hưởng thụ huyền âm linh nhũ cực kỳ quý giá. Nếu may mắn lấy được một đóa hoa huyền âm thì coi như lời to. Dù không giành được hoa huyền âm, chỉ riêng huyền âm linh nhũ đã không phụ sự kỳ vọng của những đệ tử nội môn này. Với một số ít người mà nói, cuộc tranh giành hoa huyền âm này là một bữa tiệc thịnh soạn thật sự, chính là lúc tỏa sáng, chứng minh bản thân. Nếu có thể trở nên xuất chúng trong cuộc tranh giành này, được vị trưởng lão nào đó để ý đến thì có khả năng sẽ được thu nhận làm đệ tử quan môn. Không còn nghi ngờ gì nữa, thịnh hội lần này sẽ là đợt cạnh tranh khá kịch liệt. Nhìn từ xa, dòng người đi lên đỉnh núi giống như con rắn dài không ngừng bò lượn. Vô số bóng người bay vọt lên trời, có thể nói là rất hoành tráng. Đệ tử nòng cốt vốn sống trên Linh Mộc Phong, đang ở trong sân nhà mình nhìn cảnh này, hiện rõ sự khinh thường. Trước nay, đám đệ tử nội môn chỉ là làm nền cho trận đấu tranh giành hoa huyền âm, nhân vật chính thật sự luôn luôn là đệ tử nòng cốt bọn họ, không có ngoại lệ. Nhiều người nhìn thấy đám đệ tử nội môn với ánh mắt nóng bỏng thì thậm chí còn chế giễu. Ở ngoài biệt viện thuộc về Lâm Nhất, một nam và một nữ đang đứng đợi với vẻ sốt ruột, biểu cảm trên mặt hơi phức tạp. Người nam là Cung Minh, khí tức ngưng động hùng hậu, thời gian này tu vi của hắn ta đã tăng tiến không ít. Cô gái vẻ ngoài xinh xắn là Bạch Vân, nàng ta đã tốn bao công sức mới tìm được nơi này. Thú vị, chẳng lẽ hai người cho rằng Lâm Nhất sẽ xuất hiện hay sao? Đúng lúc đó, một giọng nói chói tai vang lên, Bạch Vân và Cung Minh quay đầu lại. Có hai bóng người đang đi tới, đến khi nhìn rõ diện mạo của hai người này, bọn họ đều biến sắc. Đó là hai huynh đệ Cổ Đằng và Cổ Phong. Hai người này bị Lâm Nhất sỉ nhục một trận thì sợ mất mật, đừng nói là gây rắc rối cho Lâm Nhất, ngay cả gặp mặt cũng không dám gặp. Nhưng mấy ngày qua, lời nói của Dương Hùng đã được truyền ra sôi sục. Chỉ cần Lâm Nhất dám xuất hiện trong hồ huyền âm, Dương Hùng sẽ khiến hắn mất hết mặt mũi, khiến danh hiệu của công tử Táng Hoa trở thành trò cười. Dương Hùng là ai chứ? Người chỉ đứng sau 10 đệ tử nòng cốt hàng đầu. Thực lực Dương Hùng đáng sợ thế nào, Cổ Phong rõ hơn ai hết. Hắn ta còn biết thực lực thật sự của Dương Hùng thậm chí không thua kém gì 10 thiên tài hàng đầu đó. Tuy không biết Lâm Nhất đã đắc tội Dương Hùng thế nào, nhưng theo Cổ Phong thấy, cơ hội để mình rửa mối nhục, trà đạp người xa cơ thất thế đã đến rồi. Nếu có thể trà đạp hắn thì cũng xem như Cổ Phong này đã có thể trở mình ở Thư viện Thiên Phủ. Cơ hội như vậy đương nhiên không thể bỏ qua. Nói bậy, Lâm Nhất đại ca nhất định sẽ xuất hiện. Vẻ mặt Bạch Vân kiên định, nghiêm túc nói. Mạo phạm đến Dương Hùng còn dám xuất hiện, trừ phi hắn thực sự muốn chết, thằng nhóc này ngày thường ngông nghênh lắm, thực sự gặp phải cao thủ của Thư viện Thiên Phủ là lập tức hiện nguyên hình ngay. Nói cho cùng thì kẻ vô dụng vẫn chỉ là vô dụng mà thôi. Trên mặt Cổ Đằng lộ vẻ âm hiểm dữ tợn, lạnh lùng nói. Ta nói hai người các ngươi thực đúng là đòn đau mà không nhớ đời, cảm giác quỳ trên đất của mấy ngày trước đã quên nhanh thế rồi à? Cung Minh bật cười nói, nếu Lâm Nhất vô dụng thì hai người các ngươi há chẳng bằng cả tên vô dụng. Nhắc đến chuyện bị sỉ nhục trên quảng trường hỏa ngục, gương mặt của hai người Cổ Phong lập tức biến sắc, trở nên vô cùng khó coi. Vậy cứ trông mắt mà xem, nếu như có gan thì đừng làm con rùa rụt đầu trốn trong mai.
đến lúc đó không cần Dương Hùng ra tay, Cổ Phong ta sẽ giải quyết hắn, ngày đó chẳng qua là quá sơ ý mà thôi. Gương mặt Cổ Phong xa sầm, hai mắt trợn lên nhìn Cung Minh sau đó nhanh chóng cùng Cổ Đằng rời đi. Nói cho cùng, ở đây cũng gần với biệt viện của Lâm Nhất, nếu như đối phương thực sự xuất hiện thì tình huống lúc này sẽ trở nên vô cùng khó xử. Hai người này vậy mà cũng có chút tự biết mình. Nhìn bóng hai người Cổ Phong vội vội vàng vàng bỏ đi, trong đáy mắt Cung Minh lộ vẻ châm chọc cùng khinh thường, trong lòng hai người này đang nghĩ cái gì hắn ta đều hiểu rất rõ. Chẳng qua chính là muốn thăm dò tình hình, xem Lâm Nhất có xuất hiện hay không. Nói cái gì mà nếu Lâm Nhất xuất hiện ở Hồ Huyền Âm thì không cần đến Dương Hùng ra tay, riêng bọn họ đã có thể giải quyết xong Lâm Nhất. Kết quả, lời nói xong thì đến can đảm để ở lại đây lâu thêm một chút cũng chẳng có. Cung chấp sự, người nói Lâm đại ca có phải đã xảy ra chuyện gì không may không? Ngộ nhớ, Lâm đại ca thực sự không xuất hiện thì làm thế nào, vậy Dương Hùng kia tới lúc đó không biết sẽ đắc ý đến mức nào nữa? Bạch Vân bất bình nói, rõ ràng hai huynh đệ Cổ Phong này đã chọc tức nàng ta rồi. Ta trái lại hy vọng Lâm Nhất không xuất hiện, với tính tình của hắn, nhẫn nhịn một lần thì cũng chẳng sao. Nhưng Dương Hùng kia lại bày ra trò ồn ào như vậy chính là muốn kích động Lâm Nhất, sợ hắn không dám xuất hiện. Nếu thực sự xuất hiện thì ngược lại vừa đúng với ý của hắn. Cung Minh lại khá bình tĩnh, trầm giọng nói. Nhưng... đi thôi, Lâm Nhất làm việc ắt có lý riêng của hắn. Hoặc là không xuất hiện, nhưng một khi đã ra mặt thì chắc chắn sẽ nắm được phần thắng. Trong ánh mắt quyến luyến của Bạch Vân, hai người đi theo dòng người hướng về phía đỉnh núi. Hai người không hề hay biết, Lâm Nhất hiện tại đang ở giai đoạn quan trọng nhất trong thời gian bế quan lĩnh ngộ Bôn Lôi Trảm Điện. Trong diễn võ trường, Lâm Nhất ngồi khoanh chân, đôi mắt nhắm nghiền trầm ngâm, kiếm ý giạt rào khắp cơ thể phát tán toàn bộ ra ngoài. Uỳnh ầm ầm. Trên thiên khung, tầng tầng mây đen ùn ùn kéo đến, thỉnh thoảng lại có kiếm ý hóa thành những tiếng sấm ầm ầm rền vang. Rung động màng nhĩ. Biển mây điện mênh mông không ngừng cuộn lại thành từng đám, như thể muốn hóa thành một hình hài nào đó nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể thành hình. Mây điện phát ra âm thanh ầm ầm, phảng phất như có hàng ngàn con tầm phá kén đang phải trải qua một quá trình thoát xác nào đó. Lâm Nhất khoanh chân ngồi, trên trán mồ hôi đầm đìa, từng giọt nhỏ xuống tí tách, trông hắn có vẻ khá chật vật. Gương mặt thiếu niên vốn dĩ hồng hào nay lại trở nên tái nhợt, nhìn không ra chút huyết sắc nào. Thình lình, những đám mây điện như đang giãy giụa thoát xác kia bỗng biến hóa thành hình một con rồng đang không ngừng cuộn tròn trong không trung. Giống như một lốc xoáy mây điện đáng sợ, một khắc sau, con rồng được ngưng tụ từ đám mây điện không ngừng kéo dài ra, sau đó lóe lên một cái rồi chui thẳng vào trong người Lâm Nhất. View. Đúng vào lúc này, thiếu niên đột ngột mở bừng mắt. Một luồng ánh sáng như tia điện bắn ra, trong ánh mắt này, khí tức bá đạo ngạo nghễ trên người Lâm Nhất giống như thể vạn vật trên khắp thế gian này đều phải thần phục trước hắn. Cảm nhận được sát ý trong cái nhìn của Lâm Nhất, trong mắt bảy con rối cơ quan đứng bên rìa diễn võ trường đồng thời bắn ra luồng huyết quang lạnh băng. Bảy con rối cơ quan cảnh giới âm huyền đại thành đồng thời lao như điên về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất ở giữa không trung, vẻ mặt anh tuấn lạnh lùng. Dáng vẻ ngạo nghễ rút kiếm khỏi vỏ. Uỳnh. Kiếm vừa mới rút được nửa tấc đã có luồng điện quang màu tím chiếu rọi làm sáng chói cả bầu trời. Điện mang khủng khiếp ngưng tụ thành hình dáng một con rồng vô cùng hung tợn, lóe lên đánh về phía bọn chúng. Rắc. Dường như chỉ trong một tích tắc, bảy con rối cơ quan cảnh giới âm huyền đại thành đồng thời phát nổ. Kiếm mang vừa được rút ra kia có tốc độ nhanh chóng mặt. Nhìn như thể thứ được rút ra không phải là một thanh kiếm mà bên trong bao kiếm đó cất giấu một con hung thú vô song. Ong ong. Lâm Nhất từ từ đáp xuống mặt đất, thân kiếm chỉ thẳng về phía trước đang rung lên ong ong không ngừng, hàn mang lấp lánh khiến người ta chấn động cả tâm hồn. Thu kiếm vào vỏ, những con rối cơ quan đã bị chém tan tác thành từng mảnh vụn tung bay theo gió. Giờ phút này, Bôn Lôi Trảm Điện đã đạt đến đỉnh phong viên mãn. Đây mới là uy lực vốn có thật sự của Bôn Lôi Trảm Điện, đây mới là phong thái mà bá kiếm nên có. Khóe môi Lâm Nhất cong lên một nụ cười, trên gương mặt tái nhợt lộ ra vẻ mừng vui hiếm hoi.
Niềm vui cỡ này còn làm hắn sung sướng và thoải mái hơn cả khi hắn nắm được thất sát ấn. Lâm Nhất hắn dù gì cũng vẫn là một kiếm khách, lòng hướng về kiếm trước nay chưa từng lung lay. Tầm mắt quét đến đám bụi trên mặt đất, những con rối đã hóa thành cho bụi này. Nghe nói có giá trị không hề nhỏ, nhưng đều đã bị hắn hủy hoại đến mức như vậy rồi. Nếu như truy cứu thì chắc chắn sẽ phải bồi thường không ít linh ngọc. Đau đầu rồi đây. Thiếu niên khẽ mỉm cười, trông có vẻ vô cùng phiền não. Đỉnh núi của Linh Mộc Phong, có một mặt hồ rộng lớn, trên mặt hồ chứa đầy linh khí, chỉ nói về diện tích thì nó cũng không hề kém hơn so với hồ Tử Vân. Lúc này, dưới núi đang là giữa ban ngày nắng nóng gay gắt, nhưng trên đỉnh núi lại là một vùng trời hoàn toàn khác biệt, gió lạnh ù ù, hơi lạnh hòa vào trong bầu không khí khiến cho không ít đệ tử thư viện thậm chí phải dùng đến chân nguyên để hộ thể. Đèo dốc nơi sườn núi thấp thoáng mây bay, phảng phất như có cơn cuồng phong quét qua. Sương mù dày đặc phủ trên mặt hồ cũng bị luồng gió thổi tản đi hóa thành những cơn sóng linh lực kinh người. Lúc này, bốn phía xung quanh bờ hồ đã tụ tập vô số bóng người, tất cả đệ tử nội môn và đệ tử nòng cốt hầu như đều đã tụ tập về đây. Ánh mắt bọn họ nóng rực nhìn chằm chằm vào làn sương được tạo thành bởi linh khí dày đặc như đang chờ đợi một thứ gì đó. Đúng vào lúc này, ở chỗ lối vào bỗng xuất hiện một bóng người áo đen đang từ từ tiến lại. Bước chân của hắn ta rất chậm, nhưng mới chỉ vài bước mà hắn ta đã xuất hiện ngay bên bờ hồ Huyền Âm. Dương Hùng. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía người này, chỉ thoáng cái đã nhận ra hắn ta là ai. Không thể không nói, khí thế lạnh lùng ngạo man trên người hắn ta quả thực vô cùng nổi bật trong đám đệ tử có mặt tại đây. Một khi hắn xuất hiện, thì có muốn không gây sự chú ý của người khác cũng rất khó. Dương Sư Huynh đến rồi. Nhìn thần sắc của Dương Sư Huynh có vẻ như đã tính trước được mọi việc rồi, sợ là đã có sự chuẩn bị từ trước khi đến đây. Cuộc chiến Hoa Huyền Âm lần này nếu như không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ là người thắng cuộc. Tề Văn Hùng Sư Huynh và Lộ Triển Sư Huynh mặc dù cũng có tu vi cảnh giới âm huyền viên mãn, nhưng so với Dương Hùng Sư Huynh thì vẫn còn kém một chút. He he, không biết Lâm Nhất có đến hay không? Nếu như đến thì sẽ có kịch hay để xem rồi. Đến thì mới lạ, nhìn khí tức bây giờ của Dương Sư Huynh sợ là 10 người đứng đầu trong số những đệ tử nòng cốt cũng chưa chắc đã có thể dễ dàng thắng được hắn ta. Khó nói, dù gì yêu nghiệt đầu tiên trong 10 năm nay phá vỡ được nhà tù hỏa ngục chưa chắc đã thực sự chịu khuất phục. Sau khi Dương Hùng xuất hiện, tất cả mọi người có mặt đều xôn xao bàn tán về vấn đề này. Mối thù của hắn ta và Lâm Nhất sau khi được nhiều người cố ý bàn tán gièm pha thì đã trở nên nổi như cồn ở thư viện Thiên Phủ, hầu như không có ai là không biết đến cả. Tên này đúng là đáng ghét. Bạch Vân đứng trong đám người nhìn bộ dạng Dương Hùng vinh váo tự đắc mà chu miệng nói. Cung Minh đứng một bên cười khổ nói, Bạch sư muội, nhỏ giọng thôi. Cuộc chiến Hoa Huyền Âm này, 10 người đứng đầu của đệ tử nòng cốt không được tham gia. Ở đây chẳng có ai dám chọc vào Dương Hùng này đâu. Mặc dù hắn ta vênh váo nhưng quả thực hắn có khả năng và thực lực này. Đúng vào lúc Bạch Vân còn định nói gì đó thì trong tầng mây bỗng chiếu xuống một cột sáng, trong cột sáng có 3 bóng người xuất hiện. View. Tích tắc sau, 3 bóng người này bèn đáp xuống trên đài cao nơi phía xa, 2 người hai bên trái phải mặc áo bào màu tím, là tiền bối Đường Du của Ngự Thư Đường và Du Mộc Trưởng Lão. Vẻ mặt 2 người tương đối nghiêm túc. Còn về người đứng ở giữa, là một ông lão mặc đồ màu trắng, râu tóc bạc phơ, trên người lộ ra luồng khí tức mênh mông như biển khói, thâm sâu khó dò. Viện trưởng đại nhân. Tất cả mọi người đứng bên hồ đều thoáng biến sắc, không thể ngờ được, cuộc chiến Hoa Huyền Âm lần này lại có thể khiến cho viện trưởng xuất hiện tại đây. Đến cả Dương Hùng cũng thoáng lộ vẻ khác lạ trong mắt, cho dù hắn ta biết được. Rất có khả năng lần này sẽ sinh ra Hoa Vương. Nhưng trong mắt viện trưởng, Hoa Vương có tính là gì, gần như không đến lượt ông ta phải xuất hiện ở đây. Gặp qua viện trưởng đại nhân. Tất cả mọi người vội vàng chắp tay hành lễ, không dám chậm chạp. Lão Phu ngày thường bế quan, rất hiếm khi ra ngoài, khó có được đám nhóc các ngươi vẫn còn nhớ đến ta, mặt ông lão áo trắng lộ ý cười trông vô cùng hiền hòa. Giọng nói không lớn nhưng mỗi một người có mặt ở đây đều có thể nghe thấy cực kỳ rõ ràng.
Cuộc chiến Hoa Huyền Âm lần này cũng chẳng khác gì so với những lần trước, đều là dựa vào bản lĩnh của mình mà thôi. Chẳng qua. Ông ta thoáng ngừng lại, đẩy cao lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người lên, âm thanh huyên náo xì xào lập tức tắt hẳn, toàn trường trở nên yên tĩnh. Nếu như tính không nhầm thì, lần này trong Hồ Huyền Âm sẽ sinh ra Hoa Huyền Âm chín cánh, cũng chính là Hoa Vương mà mọi người vẫn gọi. Ông lão áo trắng cười mím chi, tiếp sau đó cũng không cho mọi người có thời gian để ngạc nhiên, lại tiếp tục nói, cuộc chiến Hoa Huyền Âm lần này, nếu như ai có thể lấy được Hoa Vương, lão phu bằng lòng tự tay luyện chế cho người đó một viên linh đan tứ phẩm. Linh đan tứ phẩm, tất cả mọi người đều ngẩn ra ngạc nhiên, trong lòng vô cùng chấn động. Phải biết là, loại cực phẩm đan dược như Huyền Âm đan này chỉ được tính là tam phẩm, vậy tứ phẩm đan dược quý hiếm cỡ nào thì không cần nói cũng biết. Đầu tiên, linh đan tứ phẩm đương nhiên chỉ có huyền sư tứ phẩm mới có thể luyện chế. Ở thành U Châu này huyền sư tứ phẩm chỉ đếm được trên đầu ngón tay của hai bàn tay. Huống hồ, còn là đan dược tứ phẩm do viện trưởng tự tay luyện chế. Chỉ là ngay sau đó, mọi người đều bật cười khổ, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Dương Hùng. Nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ thuộc về hắn ta rồi, người ngoài có muốn tranh cũng thực sự quá là khó khăn. Duy chỉ có một số ít người là đáy mắt phát ra tia sáng không phục. Là tâm điểm của sự chú ý, trên mặt Dương Hùng lộ vẻ tự đắc, hắn ta nhạy cảm bắt được những ánh mắt không phục này của những người kia. Trong lòng không khỏi cười bật cười lạnh lùng, không biết tự lượng sức, đến lúc thực sự ra tay thì xem ta sẽ bóp chết đám vô dụng các ngươi như thế nào. Vậy thì bắt đầu đi. Ông lão áo trắng đứng trên đài cao mặt lộ ý cười, tùy ý phất tay một cái. Màn sương linh khí dày đặc như mây. Mênh mông không thấy điểm cuối bỗng nhiên tản đi, một vùng hồ đẹp như tiên cảnh dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mặt hồ trong suốt, âm u lạnh lẽo như được vén một lớp màn che lộ ra cảnh đẹp đầy mê hoặc khiến ánh mắt của tất cả mọi người ở đây dần trở nên nóng bỏng. Ào! Nhưng đúng vào lúc này, trên mặt nước âm u lạnh lẽo bỗng lóe lên luồng kim quang vô cùng chói mắt. Tất cả mọi người đều như có điều suy nghĩ. Trên đỉnh núi Linh Mộc Phong này nhiều năm âm u lạnh lẽo, khí lạnh khắp nơi, bầu không khí u ám, ánh mặt trời hầu như không thể chiếu được xuống đây. Quay đầu nhìn lại liền thấy trong đám sương mù dày đặc đang di chuyển về phía chân núi kia có một bóng người mang ánh kim mông lung, lập lòe phát sáng. Quang mang chói mắt cỡ này xuất hiện trong bầu trời âm u thu hút hết ánh nhìn về phía đó. Ai? Đúng vào lúc trong đầu tất cả mọi người đều cảm thấy nghi hoặc. Bóng hình mông lung đã xuyên qua đám sương mù, hai cánh tay dang rộng như kim ô tung cánh, ánh sáng lấp lánh chói lọi lao đến nhanh như một tia sét. Đợi khi quang mang kia tan đi, tập trung nhìn kỹ thì ai nấy mặt đều biến sắc. Người đến mặc áo sam xanh lưng đeo kiếm hạp, mắt sáng môi hồng, dung nhan tuấn tú, không phải Lâm Nhất thì còn ai. Ánh mắt thiếu niên nhìn về phía xa, nhìn lên mặt hồ trống trải phía trước, gương mặt lộ ra ý cười. Khẽ giọng lầm bầm, hình như chưa đến muộn. Lâm Nhất. Khi tất cả mọi người chắc chắn rằng Lâm Nhất sẽ không hiện thân, hắn lại hóa thành một tia sáng vàng xuyên qua làn sương dày đặc, xuất hiện trước mặt mọi người. Vô số người nhìn về phía Lâm Nhất, sự kinh ngạc trong lòng viết rõ trên mặt. Tiểu tử này dám đến thật ư? Là không biết thật hay không biết giả? Dương Hùng đã cảnh cáo hắn, nếu hắn xuất hiện sẽ khiến hắn mất hết mặt mũi. Trở thành trò cười tại Hồ Huyền Âm này. Tiểu tử này. Hai huynh đệ Cổ Phong và Cổ Đằng đứng trong đám đông đều tỏ ra kinh ngạc, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Lâm Nhất xuất hiện, vậy thì mâu thuẫn giữa hắn và Dương Hùng sẽ không tránh được. Đến lúc đó, dù cho cả hai cùng bị thương hay hắn bị Dương Hùng sỉ nhục đều là cơ hội rất tốt để đánh kẻ xa cơ. Vừa nghĩ tới đây, hai người đều nhếch môi cười khẩy, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Trong đám đông, Tề Văn Hùng và Lộ Triển cùng có tu vi cảnh giới âm huyền viên mãn đều nở nụ cười thích thú, đưa mắt nhìn về phía Dương Hùng. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Dương Hùng, nét mặt hắn ta liên tục thay đổi, nhưng hắn ta lập tức cười lạnh lùng. Hắn ta nhìn Lâm Nhất, phóng sát khí ra không chút che giấu. Luồng sát khí này lập tức khiến Lâm Nhất cảm thấy lạnh lẽo, nhưng hắn lại lười nhác cười một tiếng, không hề sợ hãi nhìn sang. Ánh mắt hai người đối nhau giữa không trung, ai cũng bừng bừng khí thế,
không hề có ý định nhượng bộ. Cảnh tượng này khiến rất nhiều người kinh ngạc, Lâm Nhất thật to gan, tu vi của Dương Hùng đã đạt cảnh giới âm huyền viên mãn đỉnh phong, có thể đột phá cảnh giới Dương Huyền bất cứ lúc nào, mạnh vô cùng, hắn dám đến thì thôi, lúc này còn không sợ sệt chút nào. Nếu là người thường, vừa bị Dương Hùng trừng mắt nhìn thì đã sớm sợ mất mật, không dám ngẩng đầu. Có phải là hắn không? Trên đài cao ở phía xa, ông lão áo trắng hứng thú quan sát, cười hỏi Đường Du và Du trưởng lão ở bên cạnh. Viện trưởng, chính là tiểu tử này. Tiền bối Đường Du gật đầu trả lời. Ông lão áo trắng sờ râu, cười tủm tỉm, thật thú vị, một chấp sự khách khanh mà lại dám kiêu ngạo như thế. Ta cũng muốn xem thử hắn có bản lĩnh lớn cỡ nào, đợi lát nữa hắn bị Dương Hùng, hai người các ngươi không được ra tay. Như vậy không ổn lắm đâu ạ. Du trưởng lão chợt cảm thấy áp lực như núi, Lâm Nhất đấu với Dương Hùng, thắng bại không khỏi quá rõ ràng. Và lại hai người cách nhau tận mấy tuổi, không công bằng. Cứ làm vậy đi. Ông lão áo trắng vẫn cười rất tươi, nhưng lời nói lại không cho phép người ta làm trái. Sau một lúc cân nhắc, ông ta nhìn lướt qua mọi người, cười nhẹ, các tiểu tử, đừng đứng ngây ra đó nữa, quy tắc của cuộc chiến Hoa Huyền Âm lần này vẫn như cũ, tất cả đều dựa vào bản lĩnh. Nói xong, ông ta phất tay áo lên, trong hồ Huyền Âm dường như có trận pháp được kích hoạt. Hồ nước tĩnh lặng u ám lập tức phát ra ánh sáng nhạt, từng giọt linh nhũ Huyền Âm liên tục nổi lên từ dưới đáy hồ như bong bóng. Những lời của ông lão áo trắng lập tức rời sự chú ý của mọi người khỏi Lâm Nhất và Dương Hùng. Mặt đất đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó có vô số bóng dáng lần lượt bay về phía hồ Huyền Âm. Cả khu vực này dường như cũng trở nên sục sôi vì bị lây nhiễm bởi bầu không khí này. Trên đài cao, tiền bối Đường Du và Du trưởng lão đều im lặng, vẻ mặt nghiêm túc. Dù sao kế hoạch của họ cũng khá táo bạo, nếu Lâm Nhất không thể vượt qua cửa ải Dương Hùng. Kế hoạch đó coi như hoàn toàn thất bại giữa đường. Khi vô số đệ tử thư viện xông về phía hồ nước, trên bờ cũng có một số người đứng yên, hờ hững nhìn theo. Không nhiều cũng không ít, số lượng vừa đủ 10 người, Mai Tử Viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Nhất trong đám đông, nhếch môi cười lạnh. Mọi thứ đều nằm trong dự liệu của hắn ta, cuối cùng Lâm Nhất vẫn xuất hiện, để xem lát nữa ngươi có còn kiêu ngạo như vậy được không. Đan Huyền Âm của ta không dễ lấy vậy đâu. Hắn ta liếc qua Mạc Linh, khuôn mặt xinh đẹp của đối phương lạnh lùng, nét mặt bình tĩnh khiến hắn ta hơi nhàm chán. Làm bộ làm tịch, cứ chờ xem. Đợi khi Lâm Nhất bị Dương Hùng sỉ nhục, mất hết mặt mũi, để xem Mạc Linh cô còn có thể bình tĩnh như vậy không. Ầm ầm. Khi từng bóng người lần lượt đáp xuống, hồ Huyền Âm tĩnh lặng u ám lập tức rung chuyển, sóng đánh tạo thành những cột nước. Rất nhiều yêu thú sống dưới nước cũng lặng lẽ thức tỉnh. Một nơi bảo địa như hồ Huyền Âm luôn ẩn chứa nguy hiểm, mọi người đều không bất ngờ với sự tồn tại của yêu thú. Dòng người mênh mông và những con yêu thú thức tỉnh kia lập tức lao vào chém giết lẫn nhau. Tiếng thú dữ gầm rú cùng với chân nguyên cuồng bạo làm cho hồ nước tĩnh lặng này hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Hồ Huyền Âm này thật rộng lớn. Lâm Nhất đáp xuống mặt hồ, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nhìn dòng người thoạt nhìn chen chúc vừa đáp xuống hồ nước lập tức trở nên vắng vẻ, nhưng cảnh tượng dòng người dài đằng đẵng này đồng loạt chạy về phía trung tâm hồ Huyền Âm vẫn khá ngoạn mục. Mọi người đều biết Hoa Huyền Âm sinh trưởng ở giữa hồ. Để được vạn người chú ý, không bị tụt lại phía sau thì chỉ có thể tiến thẳng về trước. Lâm Nhất nở nụ cười, ánh mắt hưng phấn, cảnh tượng người người tranh lên trước này làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Đã đến lúc từ từ phát huy năng lực rồi. Hoa tử diên trong cơ thể lặng lẽ nở rộ, chân nguyên dâng trào để vào tay phải, ngón cái đặt lên móng ngón giữa, đầu ngón tay phát ra ánh sáng bạc, những tia sáng lạnh lấp lóe sắc bén như kiếm. Hắn búng tay, từng tia kiếm quang màu bạc nhanh chóng bắn ra. Tạch tạch tạch, những con yêu thú cản đường lập tức bị bắn thủng đầu, rơi xuống hồ nước. Kim ô ấn nữ hệ sau lưng. Hắn co người lại rồi lướt đi trên mặt nước với một tốc độ đáng kinh ngạc. Linh khí nồng đậm quá. Lâm Nhất hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên, hơi nước mịt mờ, không biết còn cách trung tâm hồ bao xa. Hoa Huyền Âm sinh trưởng ở trung tâm hồ, hiển nhiên ai đến trước sẽ giành được cơ hội tiên quyết.
nhưng dưới nước liên tục có yêu thú xuất hiện lại khiến người ta đau đầu. Những con yêu thú này đều là cá, không quá nguy hiểm, nhưng số lượng nhiều lại rất phiền. Lâm Nhất tạm dừng giữa không trung, chân nguyên trong cơ thể đột nhiên bùng nổ, đưa tay tung một quyền. Tường Long tại thiên. Chín long ảnh vùng vẫy bị Lâm Nhất nắm trong tay, quyền uy cuồn cuộn càn quét, xé rách đám yêu thú cá chắn ở phía trước. Theo Lâm Nhất, long hổ quyền chưa đủ dùng, nhưng vẫn dư giả khi đối phó với lũ yêu thú này. Hắn khẽ nhướng mày, nhanh nhẹn chen qua khoảng trống bị mở ra này như một mũi tên rồi biến mất. Sau khi hắn đi qua, bầy cá kia lại tụ lại khiến đám đệ tử nội môn đằng sau cười khổ, muốn đi theo sau Lâm Nhất chiếm hời cũng không đơn giản. Ở trên hồ huyền âm này, suy cho cùng vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình. Khi thời gian dần trôi qua, người ngoài đã từ từ nhìn ra manh mối trong hồ huyền âm hỗn loạn. Rất nhiều đệ tử không đủ thực lực đã ngừng tiến lên, chỉ có thể dừng lại bên bờ hồ. Không phải họ không muốn mà là do yêu thú quá khó chơi, nếu tiếp tục đi tới sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Ở bên bờ hồ luyện hóa linh nhũ dưới nước cũng là thu hoạch không tệ đối với họ. Ở phía trước, rất nhiều đệ tử nội môn ưu tú vẫn đang cố gắng tiến tới, các đệ tử nòng cốt dẫn đầu xông thẳng đến giữa hồ như những mũi tên. Đối với họ, mục tiêu luôn chỉ có một, đó là hoa huyền âm. Đến lúc này, ưu thế về thực lực của các đệ tử nòng cốt đã hiển hiện tương đối rõ ràng. Sau nửa canh giờ, Lâm Nhất đột nhiên cảm nhận được một áp lực nặng nề đè lên người mình. Hắn khẽ biến sắc, ngẩng đầu nhìn về trước, từ đây đã có thể nhìn thấy loáng thoáng trung tâm hồ ẩn hiện trong làn hơi nước mù mịt. Trong lòng lập tức sáng tỏ, có lẽ hắn đã đến chỗ sâu của hồ huyền âm. Trung tâm hồ nước có vẻ bình lặng, nhưng nhìn khi từ xa, áp lực mà nó mang tới lại như đang đối mặt với một ngọn núi to lớn. Linh khí nồng đậm tạo thành linh áp kinh khủng, càng tới trước áp lực này càng rõ ràng hơn. Bùm! Chân nguyên toàn thân sôi trào, Lâm Nhất lại tung một quyền, quyền mang cuồn cuộn như một thanh kiếm khổng lồ sắc bén, nổ thủng đầu một con yêu thú lớn hơn 30 trượng, đánh bay nó ra ngoài. Nhưng con yêu thú kia lại rất mạnh, ăn một quyền của Lâm Nhất mà vẫn chưa chết. Khi hắn đang định đấm thêm mấy quyền, con yêu thú trên không trung đột nhiên nổ thành một đống xương máu. 5-6 bóng người bay ra từ trong làn xương máu, tất cả đều nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Họ đều mặc trang phục đệ tử nòng cốt và có thực lực cảnh giới âm huyền đại thành, khí tức trên người họ đều rất mạnh, đội hình này coi như không kém trong hồ huyền âm. Các đệ tử khác cách đó không xa nhìn thấy cảnh này đều tỏ ra khó hiểu. Lâm Nhất nhìn qua, bình tĩnh hỏi, ta không quen biết các vị thì phải. Quen hay không quen có quan trọng không? Bản thân đắc tội với ai, chẳng lẽ trong lòng ngươi không biết sao? Thanh niên áo tím cầm đầu cười lạnh lùng, người này tên là Hoàng Lăng, cũng được coi là đệ tử nòng cốt thâm niên. Nếu xét về thực lực thì còn mạnh hơn Cổ Phong rất nhiều, hắn ta cũng khá nổi tiếng trong số các đệ tử nòng cốt. Cũng không biết Mai Sư Huynh nghĩ gì mà lại mời Dương Hùng ra tay với một tên vô dụng như ngươi. Chủ động giao năm bình đan huyền âm kia ra đi, đừng để chúng ta ra tay, nếu không ngươi sẽ gặp kết cục còn thê thảm hơn nhiều so với rơi vào tay Dương Hùng. Thanh niên áo tím cười khẩy, trong mắt tràn đầy lạnh lùng, năm người khác cũng từ từ đến gần. Mai Tử Viêm. Các đệ tử thư viện cách đó không xa đều lập tức biến sắc, trong thư viện Thiên Phủ, người có thể được Hoàng Lăng gọi là Mai Sư Huynh chỉ có một mình Mai Tử Viêm. Mọi người đổi sắc mặt nhìn về phía Lâm Nhất, không ngờ hắn còn đắc tội cả Mai Sư Huynh Mai Tử Viêm. Đó là cao thủ cảnh giới Dương Huyền Thứ Thiệt, với thực lực của Mai Sư Huynh. Dù nhìn khắp cả thành U Châu cũng thuộc dạng hiếm có trong thế hệ trẻ. Nhưng ngay khi những người này đang kinh ngạc, một khí tức đáng sợ bùng nổ trên người Lâm Nhất, uy áp đó khiến cả hồ nước này cũng chấn động theo. Nước hồ dưới chân họ sôi trào khiến họ không cách nào đứng vững. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào Lâm Nhất, chỉ thấy chiếc áo xanh của thiếu niên phấp phới, mái tóc dài tung bay, vẻ sắc bén và tự do hiện rõ trên khuôn mặt. Cảnh giới âm huyền đại thành. Khí tức đó, uy áp đó chắc chắn là cảnh giới âm huyền đại thành. Trong lòng mọi người vô cùng chấn động, họ không hề nhìn lầm, điều đáng sợ hơn là khí thế của một mình hắn lại áp đảo năm người Hoàng Lăng. Đây,
rốt cuộc hắn đã làm bằng cách nào? Nửa tháng trước, hắn vừa mới đột phá cảnh giới âm huyền, chớp mắt đã đạt tới cảnh giới âm huyền đại thành, áp đảo rất nhiều đệ tử nòng cốt của Thư viện Thiên Phủ. Có thật là tiểu tử này đến từ đế quốc Đại Tần không? Đám người Hoàng Lăng khẽ biến sắc, bước chân chậm chậm đến gần lập tức dừng lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lâm Nhất nhếch môi cười nhạo, một tên vô dụng như ta mà lại có thể dọa cho mấy vị sư huynh không dám bước lên trước. Nếu đã như vậy thì ta nên tiến tới học hỏi cao chiêu của các vị. Nói xong, thiếu niên nhướng mày, vẻ sắc bén trong mắt bùng nổ, người lao đi như lưỡi kiếm sắc bén. Ở bên ngoài hồ Huyền Âm, 10 đệ tử nòng cốt đứng đầu, trong đó có Mạc Linh đang quan sát tình hình trong hồ. Với tu vi của họ, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy rõ mọi động tĩnh trong đó. Khi đám người Hoàng Lăng xuất hiện chặn đường Lâm Nhất, họ đã chú ý tới cảnh này, mắt nhìn về phía Mai Tử Viêm. Những người biết đầu đuôi câu chuyện đương nhiên cũng sẽ biết quan hệ giữa Hoàng Lăng với Mai Tử Viêm. Mạc Linh sầm mặt, lạnh giọng mỉa mai, Mai Tử Viêm, ngươi nhiều thủ đoạn thật đấy. Mai Tử Viêm lại mặt dày không để bụng, cười khẽ đáp, sao vậy, Mạc Linh sư tỷ đau lòng tiểu tử này à? Đáng tiếc người ngoài không thể can thiệp vào bất cứ tranh chấp nào trong hồ Huyền Âm. Hôm nay dù sư tỷ có đau lòng thế nào cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Nhưng lúc này, vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt mấy người khác, họ đều nhìn vào Lâm Nhất. Lòng Mai Tử Viêm chợt căng thẳng, hắn ta vội vàng nhìn sang, sau đó lập tức biến sắc mặt. Chỉ thấy trên mặt hồ nơi Lâm Nhất đứng có một khí thế mạnh mẽ phóng thẳng lên trời, khiến cho nước hồ sôi trào. Dù đang đứng cách xa 10 dặm, mấy người cũng có thể cảm nhận được rõ khí thế ấy. Cảnh giới âm huyền đại thành. Chết tiệt, chuyện này sao có thể? Nghĩ tới khả năng nào đó, vẻ mặt của Mai Tử Viêm trở nên cực kỳ khó coi. Có lẽ ta cần phải cảm ơn Mai sư đệ vì đã tự tay tặng đan huyền âm. Nếu không có năm bình đan huyền âm kia, e rằng Lâm Nhất sẽ rất khó có thể thăng cấp lên cảnh giới âm huyền đại thành trong vòng vài ngày. Sắc mặt Mạc Linh khẽ thay đổi, nhưng vẻ mỉa mai trong mắt càng rõ ràng hơn. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của những người khác, Mai Tử Viêm cực kỳ xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Tặng không cho người ta năm bình đan huyền âm để vả mặt mình, hắn ta phải nói ra chuyện này bằng cách nào? Cảnh giới âm huyền đại thành thì thế nào? Ta không tin hắn sẽ địch lại đám người Hoàng Lăng. Mai Tử Viêm lạnh giọng trả lời với vẻ mặt âm u. Có lẽ sẽ khiến ngươi thất vọng. Mạc Linh nở nụ cười lạnh lùng, khi thiếu niên kia vừa đột phá cảnh giới âm huyền đã thể hiện bản lĩnh của mình, bây giờ đạt cảnh giới âm huyền đại thành, tu vi tăng mạnh thì sao có thể thua trong tay đám người Hoàng Lăng. Nàng ta rất tin tưởng vào Lâm Nhất. Trong hồ Huyền Âm, Lâm Nhất bay lên không trung, trông hắn sắc bén như thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, hào quang lóa mắt. Người lơ lửng giữa không trung, bốn dấu ấn hợp lại thành một không theo quy tắc nào. Kim cương ấn, phá không ấn, phục ma ấn, chư thiên ấn, bốn ấn lập tức hợp nhất. Một sức mạnh vô tận bị hắn nắm trong tay, hóa thành tia sáng bạc bắn về phía Hoàng Lăng đứng đầu. Liệt không quyền. Khi thấy không còn đường lui, vẻ tàn nhẫn lóe qua trong mắt Hoàng Lăng, chân nguyên hùng hậu lập tức cuốn đi. Một tia quyền mang đánh ra, mạnh mẽ đỡ lấy. Hai tia quyền mang va chạm vào nhau, uy thế của liệt không quyền còn chưa đến, bốn dấu ấn cô đọng từ tử diên kiếm kình trong quyền mang của Lâm Nhất đã nổ tung. Răng rắc. Gần như chỉ trong nháy mắt, tia quyền mang nổ tung này lập tức dùng khí thế mạnh mẽ như gió thu quét lá rụng chấn vỡ quyền mang của Hoàng Lăng. Ngay sau đó, tia quyền mang sắc bén như kiếm kia đánh vào ngực Hoàng Lăng trong ánh mắt kinh ngạc của hắn. Phụt. Một tiếng xương sườn gãy giòn giã vang lên, Hoàng Lăng bị trúng đòn nặng, hộc máu, chật vật văng ra xa. Sắc mặt hắn ta trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy khó tin, không ngờ tu vi của đối phương lại mạnh như vậy. Rõ ràng hắn mới đột phá cảnh giới âm huyền đại thành, nhưng chân nguyên hùng hậu kia lại mang tới cho hắn ta cảm giác nặng nề như núi, không cách nào dung chuyển. Ta cứ tưởng ngươi giỏi lắm nên mới dám kiêu ngạo như thế trước mặt ta. Không ngờ lại không chịu nổi một chiêu. Lâm Nhất chậm rãi đáp xuống mặt nước, trừng mắt nhìn Hoàng Lăng với vẻ lạnh lùng, khiến đối phương sợ tới mức vừa đứng lên lại run rẩy lùi về sau.
mấy người đi cùng hắn ta cũng biến sắc, không dám manh động. Về nói với Mai Tử Viêm, đan huyền âm của hắn ta dùng rất tốt, có thủ oán gì thì tới gặp trực tiếp ta, đừng phái mấy tên vô dụng tới, thật sự rất nhàm chán. Quả nhiên vô dụng, ngay cả long hổ quyền của hắn mà cũng không đỡ được, nếu hắn thi triển thất sát ấn thì e rằng họ sẽ bị thương nặng ngay tại chỗ. Về phần bá kiếm, có lẽ vừa ra sẽ lập tức mất mạng. Vẻ khinh thường thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, hắn không thèm nhìn mấy người này nữa, bay lên tiếp tục chạy về phía trung tâm hồ. Một lúc trì hoãn đã lãng phí khá nhiều thời gian của hắn. Cách đó không xa, những đệ tử khác nhìn Lâm Nhất đã đi xa, sâu trong lòng vô cùng chấn động, thực lực của Lâm Nhất mạnh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Có lẽ lúc này trong hồ huyền âm chỉ có Dương Hùng, Lộ Triển và Tề Văn Hùng. Ba đệ tử nòng cốt chỉ cách cảnh giới Dương Huyền nửa bước này mới có thể trấn áp hắn. Lâm Nhất đã đi xa không để ý tới suy nghĩ của những người ngoài này, hắn chỉ bâng quơ liếc nhìn từ xa. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt nào đó từ hướng kia, người nọ đang nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Mai Tử Viêm, nếu ngươi nghĩ cuộc chiến hoa huyền âm này sẽ khiến Lâm Nhất ta trở thành trò cười thiên hạ thì e rằng sẽ làm ngươi thất vọng. Không chỉ Hoàng Lăng không cản được ta, ngay cả Dương Hùng cũng không thể cản được. Nếu người ta bắt nạt ngươi, sỉ nhục ngươi, mong ngươi trở thành trò cười cho thiên hạ, mất hết mặt mũi thì ngươi sẽ làm thế nào? Ưỡn ngực lên, cứ mặc cho nhiệt huyết sôi trào, để lòng nhiệt huyết ấy trở thành ánh hào quang rực rỡ đến mức người ta không dám nhìn thẳng. Một đường tiến thẳng về trước, đứng trên đỉnh núi cao nhất liếc nhìn họ, để họ tức đỏ mặt tía tai nhưng lại không thể làm gì được ngươi. Vù. Trong hồ huyền âm sóng đánh mãnh liệt, một bóng dáng màu xanh tỏa ánh hào quang màu vàng lướt nhanh qua trên mặt hồ, khí thế mạnh mẽ bao phủ quanh người thiếu niên này khiến người ta phải ngước nhìn. Hắn vượt qua mọi người, sau đó nhanh chóng kéo dài khoảng cách với họ, chớp mắt đã không thấy rõ bóng dáng của thiếu niên. Tốc độ nhanh quá. Tiểu tử này đúng là một con quái vật. Các đệ tử thư viện bị Lâm Nhất bỏ lại ở phía sau vô cùng kinh ngạc. Sau nửa khắc đồng hồ, Lâm Nhất bị đám người Hoàng Lăng trì hoãn cuối cùng cũng đuổi kịp đội ngũ đi đầu. Tuy rằng đi ở phía cuối nhưng đã có thể nhìn thấy bóng dáng đám người Dương Hùng. Ba người dẫn đầu đi bên nhau như ba đỉnh tam giác sắc nhọn, dẫn đầu đội ngũ thứ nhất này. Tốc độ của ba người này cũng không chậm, Lâm Nhất nhìn thấy cảnh này bèn cười, nhưng không là ra ngạc nhiên lắm. Khi nhìn thấy bóng dáng Cung Minh và Bạch Vân, hắn mới kinh ngạc. Không ngờ họ cùng nằm trong đội ngũ thứ nhất này. Hắn nhếch môi cười, có vẻ như Cung Minh đã có thu hoạch không nhỏ nhờ bình đan huyền âm mà hắn cho hắn ta. Một lát sau, Lâm Nhất cố ý đi chậm lại, trung tâm hồ ở ngay phía xa xa, không cần phải vội vàng. Khi địa bảo thiên tài như hoa huyền âm xuất hiện chắc chắn sẽ xảy ra dị tượng, đến lúc đó sẽ không tránh khỏi một trận phong ba. Mọi người nóng lòng chạy về phía trung tâm hồ. Cũng không chú ý Lâm Nhất đã lặng lẽ theo sau. Ở trung tâm hồ có ánh sáng nhàn nhạt dao động, linh khí nồng đậm như hóa thành thực thể, nước hồ tạo thành vòng xoáy linh lực, xoay chậm rãi như rất hiên ả. Nhưng mọi người đều biết dưới vẻ ngoài yên bình này ẩn giấu mạch nước ngầm cực kỳ mãnh liệt. Nếu bất cẩn sẽ bị nuốt chửng ngay tại chỗ. Bỗng nhiên từng giọt mưa rơi xuống không hề báo trước, rất nhiều người vội vàng dừng bước, đưa tay hứng những giọt mưa này. Ngay sau đó họ mừng rỡ, vô cùng phấn khích. Trời đổ linh vũ. Đây là dấu hiệu hoa huyền âm sắp hiện thế. Đám người đang chạy nhanh lập tức dừng lại, ngay cả ba người Dương Hùng cũng dừng lại trên mặt nước. Linh vũ rơi như chút nước, càng lúc càng lớn, đám người đang tắm mình dưới linh vũ lại tỏ ra kinh ngạc. Khi linh vũ thấm vào, họ thậm chí không cần chủ động vận công, tu vi cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên, khá là huyền diệu. Ầm ầm. Không lâu sau, vòng xoáy linh lực ở trung tâm hồ đột nhiên tăng tốc. Trước sự dao động này, mặt hồ lập tức rung động, những con sóng lớn cuồn cuộn kéo đến, linh áp tràn ngập giữa không trung dần mạnh lên. Mưa to vẫn rơi, cuồng phong không ngừng khiến vùng không gian này khắc nghiệt có thể so sánh với bão tố trên đại dương mênh mông. Nhưng rất nhiều đệ tử thư viện đứng trong đó đều nín thở tập trung, vẻ mặt hồi hộp, đang chờ đợi thứ gì đó. Hô! Một lát sau, từng tia sáng lạnh đột nhiên phát ra từ trên mặt hồ cuồn cuộn.
Trong mưa to gió lớn, những tia sáng này đẹp như đom đóm, thu hút sự chú ý của mọi người. Hoa huyền âm. Ánh mắt đám người nín thở tập trung lập tức sáng rực lên, họ bắt đầu di chuyển. Đám đông còn đang khá yên tĩnh một phút trước lập tức trở nên xôn xao, điên cuồng đuổi theo những đóa hoa huyền âm nở rộ trong mưa gió bão bùng này. Nhưng ba người Dương Hùng chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua, sau đó xông thẳng về phía vòng xoáy linh lực ở trung tâm hồ. Mục tiêu của họ không phải những đóa hoa huyền âm sáu cánh bình thường này. Trên không trung, một đóa hoa huyền âm bỗng dưng nhẹ nhàng bay về phía Bạch Vân. Hoa huyền âm bảy cánh. Nhà đầu ngây ra một lúc mới phản ứng lại, vẻ vui mừng hiện lên trên mặt, hoa huyền âm bảy cánh tương đối hiếm gặp, ít khi mới được may mắn như cô nhóc. Cút đi! Nhưng khi cô nhóc định đưa tay ra chộp lấy, một bóng người chợt lao tới, trưởng cô nhóc văng ra không chút thương tiếc. Bùm! Trong chân nguyên sao động, Bạch Vân bị trưởng bay ra xa, đóa hoa huyền âm đáng lẽ được cô nhóc cầm lấy bị ném lên không trung. Ngươi! Bạch Vân giận đỏ mặt nhìn người lao tới, đó là một khuôn mặt khá quen thuộc, đệ tử nòng cốt Cổ Phong. Cô thật ngây thơ, ở đây sẽ không có ai thương hoa tiếc ngọc đâu. Tiểu nha đầu, Cổ Phong ta sẽ giữ đóa hoa huyền âm bảy cánh này giúp cô, ha ha ha. Nói xong, vẻ đắc ý thoáng qua trong mắt Cổ Phong, hắn ta cực kỳ hưng phấn. Hoa huyền âm bảy cánh chắc chắn không bằng hoa vương chín cánh, nhưng lấy được cũng có thu hoạch khá lớn. Soạt. Khi hắn ta đưa tay ra định cầm lấy, một bóng người lướt qua giành lấy đóa hoa huyền âm bảy cánh này nhanh như chớp, khiến hắn ta bắt hụt. Cổ Phong lập tức nổi giận, ngẩng đầu lên nhìn với ánh mắt đầy sát khí, nhưng khi thấy rõ mặt người đến, hắn ta biến sắc mặt, đầu như nổ tung, vội vàng lùi về sau. Người có thể khiến hắn ta sợ hãi như vậy, trong hồ huyền âm này chỉ có một mình Lâm Nhất. Sao lại tùy tiện cướp hoa của nữ hài tử như thế được? Mùi hoa xộc vào mũi, Lâm Nhất để lên mũi ngửi, sau đó ngẩng đầu nhìn đối phương, nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng Cổ Phong lại cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy, những hình ảnh bị sỉ nhục trên quảng trường hỏa ngục ngày đó lại tái hiện trong đầu. Lâm Nhất. Đám người đang tranh giành hoa huyền âm quanh vòng xoáy linh lực chợt sững sờ, họ rất ngạc nhiên. Không biết Lâm Nhất đuổi theo từ khi nào, trước đó rất nhiều người đã thấy hắn bị đám người Hoàng Lăng chặn đường. Chẳng lẽ hắn đã giải quyết đám người Hoàng Lăng nhanh thế ư? Vừa nghĩ tới đây, mọi người lập tức kinh ngạc, nếu đúng là như vậy thì thực lực của Lâm Nhất thật đáng sợ. Nhưng ngay sau đó họ liền rời mắt đi, vậy thì sao? Lúc này Hoa Huyền Âm hiện thế, việc tranh giành địa bảo thiên tài này quan trọng nhất. Sự xuất hiện của Lâm Nhất sẽ khiến Cổ Phong đau đầu. Rất nhiều người nhìn về phía Cổ Phong sắc mặt trắng bệch bằng ánh mắt hả hê. Ngày thường tiểu tử này cũng đắc tội không ít người, thấy hắn ta bị Lâm Nhất theo dõi thì không một ai tỏ ra thương hại. Lâm đại ca. Tiểu nha đầu Bạch Vân vừa thấy Lâm Nhất xuất hiện liền mừng rỡ, nhanh chóng chạy qua. Cách đó không xa, Cung Minh cũng nở nụ cười, thi triển thân pháp chạy về phía này. Lần sau phải cẩn thận hơn nhé, hắn ta nói không sai, trong hồ huyền âm sẽ không có ai thương hoa tiếc ngọc đâu, ít nhất thì vị cổ sư huynh này sẽ không. Vẻ cương chiều lóe qua trong mắt Lâm Nhất, hắn mỉm cười, đưa đóa hoa huyền âm bảy cánh trong tay cho cô nhóc. Cảm ơn Lâm đại ca ạ. Bạch Vân đỏ mặt nhận lấy hoa huyền âm bảy cánh, sau đó nhìn về phía Cổ Phong, tức giận mách, Lâm đại ca, lúc trước hắn ta đã lén đến nơi ở của huynh. Còn bảo gì mà chỉ cần huynh dám xuất hiện, không cần Dương Hùng ra tay, hắn ta cũng có thể giết huynh. Tiểu nha đầu này cũng không suy nghĩ sâu xa, chỉ đơn thuần không thích dáng vẻ của Cổ Phong, khi Lâm đại ca sắp mất hết mặt mũi, hắn ta còn vội vàng dồn kẻ xa cơ thất thế vào đường cùng, vậy nên khi vừa gặp Lâm Nhất, cô nhóc lập tức mách lẻo. Nghe vậy, vẻ mặt Cổ Phong lập tức trở nên rất khó coi, trong lòng cực kỳ ấm ức. Nỗi nhục ngày hôm đó vẫn còn hiện rõ trước mắt, hắn ta chỉ muốn lập lức giẫm lên người Lâm Nhất, chà đạp một phen. Nhưng cuối cùng hắn ta vẫn nhẫn nhịn, lúc này không phải cơ hội để ra tay. Đợi khi nào tiểu tử này và Dương Hùng đánh nhau, tới lúc đó trả thù gấp bội là được. Một lát sau, Cổ Phong mới lặng lẽ che giấu sát khí lạnh lẽo trong mắt, cười giải thích, Lâm huynh,
tại hạ chưa từng nói những lời này, nhà đầu này hiểu lầm ý của ta rồi. Ta chỉ lo lắng cho huynh nên mới ghé qua kiểm tra thôi, không có ý gì khác. Ngươi đã nói gì cũng không quan trọng, quan trọng là ta đã nói gì. Mới mấy ngày không gặp mà trí nhớ của ngươi đã trở nên kém như vậy rồi ư? Lâm Nhất bình tĩnh cười đáp. Huynh đã nói gì cơ? Cổ Phong nghe vậy thì sững sờ, cố nhớ lại, hình như đối phương đã từng nói rằng đừng để hắn gặp lại hắn ta trong thư viện thiên phủ, nếu không cứ gặp một lần sẽ đánh một lần. Hắn ta lập tức tái mặt, run giọng cười, Lâm huynh nói đùa đúng không? Với phong thái của huynh, lẽ ra đã nên tha thứ cho sự lỗ mãng của tại hạ ngày đó rồi chứ? Ta không có thời gian nói đùa với ngươi. Bây giờ ngươi muốn tự ra tay hay để ta ra tay? Nụ cười trên mặt Lâm Nhất chợt tắt, vẻ lạnh lùng hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú của hắn. Tha thứ. Trước giờ hắn không phải người tốt tính, loại người rõ ràng đến để xem trò cười của hắn, tiện thể dẫm lên người hắn này, sao hắn có thể có thái độ tốt với hắn ta được? Lâm Nhất, ngươi đừng khinh người quá đáng. Biểu cảm trên mặt Cổ Phong liên tục thay đổi. Đối mặt với ánh mắt lạnh băng của Lâm Nhất, nỗi ấm ức trong lòng bùng nổ, tia sáng lạnh lóe qua trong mắt, hắn ta trầm giọng, chó quính lên cũng biết nhảy tường, ngươi đừng quá đáng, nếu không cá chết lưới rách, ngươi ra tay với ta thì cũng chỉ có lợi cho Dương Hùng thôi. Nói xong, khí tức cảnh giới âm huyền đại thành trên người hắn ta đột nhiên tăng vọt khiến rất nhiều người nhìn qua. Ngươi nói không sai, tiếc là ở trong mắt ta, ngươi còn không bằng một con chó. Lâm Nhất bình tĩnh đáp. Nhưng câu nói này lại như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Cổ Phong. Hắn ta luôn là người bắt nạt người khác, thế nhưng hôm nay lại bị Lâm Nhất sỉ nhục nặng nề như thế. Nói hắn không bằng một con chó ngay trước mặt mọi người, hoàn toàn không để sự nguy hiểm của hắn ta vào mắt. Nghe vậy, khóe miệng không ít đệ tử nòng cốt tranh đoạt hoa huyền âm ở xung quanh đều khẽ giật, Lâm Nhất quá độc ác. Hắn không nể mặt chút nào, bất cứ ai khi bị sỉ nhục như thế có lẽ đều không thể nhịn được. Vậy thì hy vọng ngươi đừng hối hận. Tia sáng lạnh trong mắt Cổ Phong chợt trở nên sắc bén, huyết quang rực rỡ phát ra từ trong cơ thể hắn ta. Mái tóc dài tung bay, một khí tức lạnh lẽo bùng nổ trên người hắn ta, vết máu loang ra từ trong hai mắt, vẻ mặt dữ tợn trông rất đáng sợ, khí huyết quang đỏ thẫm trên người hắn ta càng đậm hơn, khí tức quanh người trở nên cực kỳ cuồng bạo. Cổ Long lại thi triển loại cấm thuật nào đó. Xích huyết biến. Nhiều đệ tử nòng cốt gần đó lập tức biến sắc, vẻ kinh ngạc lóe qua trong mắt. Tên này điên thật rồi, 5 ngày trước hắn ta vừa mới thi triển cấm thuật này, hôm nay lại thi triển thêm lần nữa, e rằng sẽ để lại một số nguy hiểm tiềm ẩn không thể loại bỏ cho cơ thể. Nhưng hắn ta nổi điên như thế, có lẽ Lâm Nhất sẽ không ứng phó được. Tiểu tử này quá kiêu ngạo. Đuổi tận giết tuyệt, chắc cũng không ngờ Cổ Phong sẽ quyết đoán như vậy. Trên đời không có thuốc hối hận, dù hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể tự nuốt quả đắng này vào bụng. Suy cho cùng Cổ Phong cũng là người của Thư viện Thiên Phủ, dù hắn ta có quá đáng thế nào trong chuyện ngày hôm đó thì cũng chỉ nhằm vào một người ngoài, mạnh thắng yếu thua, không ai sẽ để ý Lâm Nhất có kết cục như thế nào. Lúc này Lâm Nhất bảo Cổ Phong không bằng một con chó làm cho rất nhiều người khó chịu. Trong lòng họ cũng chờ mong Cổ Phong có thể cắn ngược lại Lâm Nhất. Đáng tiếc sẽ làm những người này thất vọng. Mấy ngày trước, Lâm Nhất còn kiêng dè cấm thuật này, phải sử dụng át chủ bài mới có thể ứng phó. Nhưng hôm nay hắn đã mạnh hơn, đối mặt với cấm thuật này mà cần phải dùng đến kiếm trận tử diên thì thật mất mặt. Đúng lúc lắm. Lâm Nhất nhếch môi cười, vừa nhẩm niệm, 81 cánh hoa tử diên đều nở rộ. Vùng tử phủ màu bạc kia đột nhiên trở nên sôi trào. Khí thế thuộc về cảnh giới âm huyền đại thành bùng nổ trên người thiếu niên, uy áp đó khiến tất cả mọi người kinh hãi. Cảnh giới âm huyền đại thành. Đây. Nhưng vẫn chưa hết, lại một tiếng kiếm ngân lanh lảnh như tiên âm vang lên trong cơ thể Lâm Nhất. Nó hòa lẫn với khí thế kiếm ý tiên thiên, chớp mắt đạt tới cảnh giới âm huyền viên mãn, thậm chí còn cao hơn nữa. Uy áp lớn mạnh khiến thân hình mảnh khảnh của thiếu niên trông như ngọn núi sừng sững, không thể rung chuyển. Giờ phút này, Cổ Phong đang xông tới với vẻ mặt dữ tợn trông vô cùng nhỏ bé. Vẻ hoảng sợ chiếm trọn trong mắt Cổ Phong, hắn ta hoàn toàn không ngờ chỉ mới 6 ngày,
thực lực của Lâm Nhất đã mạnh lên tới mức này. Nếu biết trước như vậy, dù có cho hắn ta 100 lá gan, hắn ta cũng không dám nói ra câu chó quính lên cũng biết nhảy tường ngay trước mặt Lâm Nhất. Nhưng ý định rút lui vừa dâng lên trong lòng hắn ta, một tia quyền mang sắc bén như lưỡi kiếm đâm tới, không ngừng phóng đại trong mắt hắn ta. Bùm! Huyết quang bao phủ toàn thân lập tức tan biến, hắn ta hộc ra một búng máu, người bay ra xa như đạn pháo, sau đó ngã mạnh xuống nước, với vết thương nặng trong mình, hắn ta thậm chí còn không thể đứng dậy nổi. Cổ Phong chìm xuống hồ, bọt nước bắn tung tóe. Một chiêu. Chỉ một chiêu đã đánh bại Cổ Phong thi triển cấm thuật, Lâm Nhất quá mạnh. Với thực lực này, ngay cả Dương Hùng cũng không dám coi thường. Về phần Cổ Phong thì không còn ai để ý tới nữa. Hắn ta đã thua liên tiếp hai lần trong tay Lâm Nhất, chưa kể đến di chứng từ cấm thuật, chỉ với tâm ma khó tiêu đã định sẵn sau này hắn ta sẽ là một kẻ tàn phế. Không chờ sự chấn động trong lòng mọi người biến mất, hồ huyền âm đột nhiên rung chuyển, nhìn qua thì thấy linh khí dồi dào trên mặt hồ đều lao về phía vòng xoáy linh lực ở trung tâm hồ. Ở đáy của vòng xoáy dường như có con mãnh thú khổng lồ đáng sợ đang điên cuồng hút sạch linh khí của hồ huyền âm. Lui lại. Đáy mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng kỳ lạ, vội vàng nói với Bạch Vân và Cung Minh ở bên cạnh. Hai người chẳng hiểu ra sao, nhưng lại vô cùng tin tưởng Lâm Nhất, không nói hai lời đã cùng hắn lui lại phía sau. Chỉ thấy ở trung tâm của vòng xoáy linh lực bỗng nhiên bắn lên một cột sáng màu đỏ lửa. Cột sáng kia được bao bọc bởi ngọn lửa hừng hực nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, sộc thẳng lên tận tầng mây. Trên mặt hồ huyền âm rộng thênh thang, linh khí cuồn cuộn tràn vào bên trong cột sáng hỏa diệm. Một giây sau, cột sáng hỏa diệm đó khuếch đại bằng tốc độ mắt thường đều có thể thấy được. Uinh ầm ầm. Thình lình cả vùng trời liên tiếp xuất hiện các hiện tượng lạ, trên không trung sấm vang chớp giật, mặt hồ dậy sóng, những cơn sóng khổng lồ cao cả trăm trượng hết đợt này đến đợt khác ập đến. Nhưng thứ nguy hiểm nhất vẫn là cột sáng hỏa diễm đột ngột khuyết đại kia. Có nhiều người không kịp tránh đi, ngay lập tức đã bị hút cho hộc máu bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, cơ thể trọng thương. Cột sáng khổng lồ kia lan rộng ra đến nghìn trượng đường kính mới dừng lại. Viu viu viu. Vào lúc tất cả mọi người đều bị hiện tượng kỳ lạ này làm cho chấn động, giữa không trung có ba bóng người từ từ đáp xuống, chính là Dương Hùng, Lộ Triển và Tề Văn Hùng đang lao thẳng về phía vòng xoáy linh lực. Ba người này rút lui rất nhanh nên chẳng có ai bị cột lửa kia làm bỏng. Cột sáng hỏa diễm dựng thẳng trên mặt hồ, sộc thẳng lên trời, cả vùng đất trời quanh đó đều trở nên vô cùng lạnh lẽo, kiểu lạnh lẽo thấm qua da thịt vào tận xương cốt khiến người ta nhìn mà sinh lòng khiếp sợ. Hiện tượng kỳ lạ đáng sợ như vậy, ai cũng đoán rằng Hoa Vương chín cánh sắp được sinh ra rồi. Chỉ là khi mọi người nhìn thấy cảnh này thì lại bất giác cười khổ. Cột sáng hỏa diễm đáng sợ cỡ này dựng thẳng giữa trời đất. Ai dám xông vào thử chứ? Chỉ e chẳng may sơ suất thì chắc chắn sẽ trọng thương vô cùng chật vật. Hoặc có lẽ, chỉ có ba người Dương Hùng mới có đủ dũng cảm để xông vào thôi. Chỉ là có thành công hay không thì thực sự khó nói. Ngoài bọn họ ra, chẳng có ai dám xông vào để chết cả. Đợi sau khi những cơn sóng yếu dần, hiện trường huyên náo trên mặt hồ huyền âm cũng dần yên tĩnh trở lại, vô số ánh mắt đều tập trung vào cột sáng hỏa diễm bây giờ đã rộng đến cả nghìn trượng. View. Nhưng dưới vô số ánh mắt tập trung này, một bóng người áo xanh bùng lên quang mang vàng kim, lấy khí phách không ngại sống chết dứt khoát bay thẳng về phía cột sáng. Quang mang vàng kim chói lọi, nhưng vẫn có thể nhìn ra phía sau lưng bóng người kia dường như đeo một hạp kiếm. Là hắn. Công tử Táng Hoa Lâm Nhất. Trong hàng vạn ánh nhìn, ai cũng không ngờ được người đầu tiên xông vào trong cột lửa lại là một chấp sự khách khanh của Thư viện Thiên Phủ. Trên cả vùng hồ huyền âm lập tức vang lên âm thanh xì xào, vô số ánh mắt đều lộ ra nét kinh ngạc tột độ. Linh trụ hỏa diễm sộc thẳng lên mây, nó đứng sừng sững giữa đất trời bao la, đường kính đạt đến kích thước nghìn trượng, có thể nói là vô cùng khủng khiếp. Tỏa ra luồng khí tức băng lạnh u ám như ngấm sâu vào trong xương cốt, khiến người ta khiếp sợ. Trước đó mới chỉ chạm nhẹ mà đã khiến nhiều đệ tử nòng cốt ngay lập tức bị trọng thương, mất sạch sức mạnh chiến đấu.
Cột sáng nuốt chửng linh khí trên mặt hồ huyền âm mà thành này đã cho bọn họ lĩnh giáo sự đáng sợ của nó từ lâu, chỉ hơi sơ hở một chút là sẽ bị trọng thương mất mạng. Bây giờ, cảnh tượng Lâm Nhất thi triển thất huyền bộ đến giới hạn, lao như điên về phía cột sáng này có thể nói là đã hấp dẫn hết mọi ánh nhìn ở đây. Bất luận là đệ tử nội môn đứng bên bờ hay là những đệ tử nòng cốt lúc nãy vừa mới tranh đoạt hoa huyền âm, hay là các vị trưởng lão đứng ở trên đài cao phía xa cũng đều tập trung nhìn về phía hắn. Tên nhóc này có làm được không? Trong đáy mắt của nhiều người lộ vẻ nghi ngờ, đám người Dương Hùng không có hành động bồng bột như vậy mà hắn, một chấp sự khách khanh cảnh giới huyền âm đại thành lại dám lỗ mãng như vậy, quả thực là to gan lớn mật. Lấy danh nghĩa của kiếm, ta lệnh cho hoa nở. Nhưng những tiếng hô kinh ngạc và đầy nghi ngờ của bọn họ lại chẳng duy trì được bao lâu. Bóng người bị bao trùm trong cột sáng kia đột nhiên quát lên một tiếng thật to. Trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện hình dáng một đóa tử diên hoa cực lớn, khi đóa tử diên hoa đó từ từ chuyển động, bước chân của Lâm Nhất thoáng ngừng lại, mà sau đó đột nhiên bùng phát. Cơ thể hắn tựa như một thanh kiếm sắc bén xé toạc bầu không, chém tan linh trụ hỏa diễm. Đợi đến khi quang mang kia tan đi hết, bên trong linh trụ hỏa diễm kia có một bóng người hiện lên rõ ràng. Người nọ vững vàng đáp xuống mặt hồ. Đi vào rồi. Chỉ thoáng chốc, những tiếng hô kinh ngạc vang lên ào ào, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất mang đầy vẻ sửng sốt. Soạt, soạt, soạt. Trong hàng tràng những âm thanh hô lên kinh ngạc, lại có ba bóng người đạp gió bay lên, chính là ba người Dương Hùng, Lộ Triển và Tề Văn Hùng. Ba người này đều có tu vi cảnh giới âm huyền viên mãn, chỉ cách cảnh giới Dương Huyền một bước rất nhỏ. Thực lực so với những đệ tử nòng cốt khác rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Ba người cùng nhau ra tay, vẻ mặt Dương Hùng đi đầu vô cùng lạnh lẽo, chân nguyên hùng hậu đang điên cuồng tràn ra. Thấp thoáng trên người lóe lên những tia điện nổ lách tách, hóa thành một cây kích dài bằng lôi điện, đâm thẳng vào trong linh trụ hỏa diễm. Lộ Triển thì không ngừng biến hóa 10 đầu ngón tay, trong lúc chạy đến, từng đạo linh văn liền xuất hiện xung quanh người hắn ta. Đợi khi tiến gần đến linh trụ hỏa diễm thì tất cả những linh văn đó đã phác họa thành một con man thú dữ tợn hung hãn. Man thú điên cuồng rít gào và đập vào linh trụ hỏa diễm khiến nó nứt ra thành nhiều rãnh nhỏ. Phá! Khi đến trước linh trụ hỏa diễm đầy vết nứt kia, Lộ Triển công khóe môi lên thành một nụ cười, sau đó nện một quyền, quyền mang màu tím được ngưng tụ bởi chân nguyên nhẹ nhàng phá vỡ các vết nứt kia. Tề Văn Hùng đã dùng cách thức khá là thô bạo. Dùng chân nguyên sôi sục trong cơ thể để đập mạnh lên linh trụ hỏa diễm. Hắn ta dựa vào tu vi mạnh mẽ của mình để chống lại cái lạnh có thể đóng băng con người được phát ra từ linh trụ hỏa diễm rồi chen vào bên trong. Sau khi đáp xuống đất, nhẹ nhàng rũ một cái, có rất nhiều mảnh băng vụn kết lại bởi luồng khí lạnh rơi là tả xuống từ trên người hắn ta. Sau khi bốn người lần lượt đi vào trong linh trụ hỏa diễm, lại có rất nhiều đệ tử nội môn cũng muốn thử sức. Đến Lâm Nhất còn xông vào được, nếu cứ từ bỏ như vậy thì cũng hơi không cam tâm. Rầm, rầm, rầm. Nhưng đáng tiếc lại chẳng có người nào thành công, hoặc là bị đóng băng thành đá, hoặc là bị chấn đến hộc máu văng ra, kết quả vô cùng thảm hại. Hồi lâu sau, trên mặt hồ huyền âm mới yên tĩnh trở lại, sắc mặt mọi người đầy vẻ nghiêm túc, ánh mắt nhìn về Lâm Nhất cũng không còn vẻ coi thường nữa. Đối phương có thể xông vào trong. Chắc chắn không thể chỉ dựa vào may mắn mà là thực lực thực sự. Quỳnh. Thời gian dần trôi đi, vòng xoáy linh lực càng nuốt thêm nhiều linh khí, cột lửa sáng chọc trời kia càng trở nên đỏ rực, phát tán ra luồng quang mang như mộng như ảo. Nhưng lại có rất ít người đi chú ý đến cảnh đẹp lúc này, tất cả ánh mắt đều xuyên qua cột sáng đó hướng về phía bốn người bên trong vòng xoáy linh lực. Nếu không có gì bất ngờ, đóa hoa huyền âm chín cánh kia sẽ rơi vào trong tay người nào trong số bốn người họ, không chỉ như vậy, người đó sẽ còn nhận được một viên đan dược tứ phẩm do chính tay viện trưởng luyện chế. Trở thành người có thu hoạch lớn nhất trong cuộc chiến hoa huyền âm lần này, trong mắt những người ở đây chứa đầy sự hiếu kỳ và nóng bỏng. Ai cũng hiểu rõ, không bao lâu nữa, dưới hàng nghìn ánh mắt chứng kiến ở đây, sẽ có một cuộc so tài gay cấn nổ ra. Chắc chắn sẽ khó mà tránh được một màn chém giết máu tanh. Đa phần trong đó đều nhìn về phía Dương Hùng, bọn họ đều chưa quên những lời chắc nịch mà hắn ta đã nói ra trước đó. Công tử Táng Hoa chẳng là cái thá gì,
chỉ cần đến đây thì hắn sẽ phải mất sạch thể diện, trở thành một trò cười cho tất cả mọi người. Vốn dĩ bọn họ cho rằng cục diện chênh lệch hoàn toàn, nhưng bây giờ Lâm Nhất cũng đã đi vào bên trong linh trụ hỏa diễm thì câu chuyện sẽ trở nên thú vị hơn nhiều. Rất nhiều người muốn xem, cuộc chiến hoa huyền âm này, Dương Hùng được cho là nổi danh nhất sẽ có lựa chọn thế nào. Lúc này, bốn người bên trong linh trụ hỏa diễm, mỗi người đứng ở một phía, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng bình tĩnh. Nhưng ai cũng hiểu rõ, sự bình tĩnh này sẽ không thể duy trì được lâu, sóng gió ắt sẽ nổi lên. Trong sự bình tĩnh này, vị trí đứng của mấy người này lại có chút quái dị, Dương Hùng và Lâm Nhất đứng ở hai phía đối lập. Hai người Lộ Triển và Tề Văn Hùng thì đứng tương đối gần nhau, ánh mắt hai người này sáng lấp lánh, vẻ mặt nhìn về phía Dương Hùng như thể đang chờ đợi điều gì đó. Ai cũng biết đóa hoa huyền âm chín cánh kia nằm ở vị trí trung tâm của vòng xoáy linh lực dưới chân bọn họ. Nhưng muốn lấy được nó thì lại chẳng phải chuyện dễ dàng, cho dù là Dương Hùng trông có vẻ là có tu vi mạnh nhất cũng không dám mạo hiểm ra tay. Một khi rơi vào cục diện bế tắc thì sẽ tạo cơ hội cho những người khác. Trong bầu không khí tương đối căng thẳng, mấy người đều âm thầm tích lũy sức mạnh chờ thời cơ chín muồi, chân nguyên ào ạt tràn vào trong tử phủ của mình, để nguồn sức lực mạnh mẽ ngập tràn khắp toàn thân. Khóe môi Dương Hùng cong lên một nụ cười, đột nhiên nói, Lộ Triển, Tề Văn Hùng, hai người các ngươi đều đang chờ đợi ta ra tay với tiểu tử kia đúng không? Nếu đã như vậy, còn không tránh sang một bên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 65.